hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 466, Tống Ngọc Nghị. Một sợi tơ lại phóng về phía Hạ Thiên, sau đó quấn quanh cổ hắn. Khoảnh khắc sau hắn đã sinh ra cảm giác khó thở, mà sợi tơ chậm rãi thiết chặt lại. Cuối cùng tôi hỏi cậu một câu, Nguyệt Thanh Nhã là gì của cậu? Có phải là sư phụ của cậu không? Giọng điệu của người phụ nữ hắc y càng lạnh lùng hơn, khoảnh khắc này cũng bùng ra sát ý nồng đậm. Chị có bệnh sao? dù đã cảm thấy khó thở nhưng Hạ Thiên vẫn còn có thể nói chuyện, trong bụng còn thầm mắng chửi đối phương. Tôi đã nói thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi, chị không tin, đầu óc chỉ có vấn đề sao? Có phải muốn tôi trị bệnh cho không? Người phụ nữ hắc y dung sợi tơ, Hạ Thiên bay về phía nàng, một bàn tay trong suốt chợt duỗi ra, nàng chụp lấy cổ Hạ Thiên, bộ dạng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nguyệt Thanh Nhã có thân phận gì? Sao lại vừa ý loại phàm phu tục tử như cậu? Đúng là nói tầm bậy, tôi sẽ bóp chết cậu này chị ghen ghét thần tiên tỷ tỷ yêu tôi sao hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người phụ nữ hắc y đầu óc chị có vấn đề sao chị là phụ nữ sao lại muốn cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi còn nữa tôi không phải là phàm phu tục tử thần tiên tỷ tỷ đã nói tôi là người thông minh nhất lợi hại nhất đặc thù nhất và đẹp trai nhất tôi là đệ nhất thiên hạ độc nhất vô nhị tuy hạ thiên bị người phụ nữ hắc y quản chế nhưng vẫn không sợ hãi hắn không sợ nàng nổi giận, vì vậy mở miệng nói: chị đừng nghĩ bóp chết tôi, nếu chị muốn bóp chết tôi, như vậy chị sẽ chết. tôi biết chị có bệnh, ngoài tôi ra thì không ai có thể trị được. người phụ nữ hắc y nghe hạ thiên nói ra những lời như vậy thì nới lỏng tay, sau đó hắn lạnh giọng hỏi: cậu nói tôi có bệnh, vậy tôi hỏi một chút, tôi bị bệnh gì? à, đơn giản thôi, chị âm dương không đều, tuy đã bị chị ngăn chặn nhưng sẽ rồn nén ngày càng nhiều. Một ngày nào đó khí hỏa bốc cao, chị sẽ bị thiêu rụi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Audio điện tử võ tấn bền. Người phụ nữ Hắc Y chợt rung tay, sau đó nàng lạnh lùng hỏi. Cậu là thầy thuốc sao? Điều này là đương nhiên, tôi là đệ nhất thần y. Hạ Thiên không chút khiêm tốn. Vậy cậu nói xem, bệnh của tôi nên trị thế nào? Người phụ nữ Hắc Y dùng giọng lạnh lùng hỏi thật ra rất đơn giản, chị chỉ cần một người đàn ông là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Không đúng, khí hỏa của chị quá mạnh, một người đàn ông sợ rằng không đủ, phải tìm 180 tên đàn ông mới được. Câm miệng, người phụ nữ hắc y chợt quát lên nghiêm nghị. Còn biện pháp gì khác không? Còn, tôi là đệ nhất thần y, dù là bệnh gì cũng có thể trị. Hạ Thiên trừng mắt nói, hắn nhìn người phụ nữ hắc y. Muốn tôi chữa bệnh không? Cậu thấy tôi sẽ tin sao?" Người phụ nữ Hắc Y chợt cười lạnh. "Cậu hảo tâm chữa cho tôi sao? Trước nay tôi đều rất hảo tâm, Thần Tiên tỷ tỷ cũng vì cảm thấy tôi lương thiện mới yêu thương, tuy chỉ có vẻ muốn cướp Thần Tiên tỷ tỷ của tôi, nhưng tôi là thầy thuốc, tôi sẽ không so đo. Nhưng tôi chữa tốt cho chị, chị không được cướp Thần Tiên tỷ tỷ với tôi." Hạ Thiên mở lời rất hồn nhiên. Câm mồm. Người phụ nữ Hắc Y lạnh lùng quát không được nói bậy bạ này ai muốn cướp nguyệt thanh nhã với cậu cậu nói cậu là đàn ông của nguyệt thanh nhã sao tốt lắm tôi hỏi cậu một vấn đề nếu cậu trả lời được tôi sẽ tin tưởng cậu người phụ nữ hắc y khẽ buông tay nàng đẩy hạ thiên ra sau đó giọng điệu trở nên lạnh lùng nếu cậu không trả lời được thì hôm nay sẽ là ngày chết của cậu có gì làm khó được tôi hạ thiên thầm nghĩ hắn nhất định sẽ trừng phạt người phụ nữ hắc y này lúc này người phụ nữ hắc y lại mở miệng trên người nguyệt thanh nhã có một cái bớt nếu cậu thật sự là đàn ông của thần tiên tỷ tỷ như vậy sẽ biết nó nằm ở đâu bây giờ cậu có thể cho tôi biết được chưa sao chị biết trên người thần tiên tỷ tỷ có bớt hạ thiên bắt đầu dùng ánh mắt buồn bực nhìn người phụ nữ hắc y chị và thần tiên tỷ tỷ có quan hệ gì cậu trả lời câu hỏi của tôi trước nếu cậu nói đúng tất nhiên tôi sẽ trả lời người phụ nữ hắc y lạnh lùng nói Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn quyết định nói trước. Được rồi, nể chị có vẻ rất thân thuộc với thần tiên tỷ tỷ, tôi sẽ nói cho chị biết, trên ngực trái của thần tiên tỷ tỷ có một nốt ruồi son. Hạ Thiên rất quen thuộc với vị trí kia của thần tiên tỷ tỷ, không chỉ vì nốt ruồi son này ở bộ vị quá mắt bắt, hơn nữa đây cũng là một bộ vị mẫn cảm, cũng là một nơi mà hắn thích nhất. Cậu thật sự là đàn ông của Nguyệt Thanh nhã sao? Người phụ nữ hắc y nhìn Hạ Thiên, trong mắt là cái nhìn khó tưởng tôi đã nói là không lừa chị hạ thiên bất mãn này bây giờ chị có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chị có quan hệ gì với thần tiên tỷ tỷ tôi là ánh mắt người phụ nữ hắc y trở nên dịu dàng hơn khá nhiều giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như trước tôi là bạn tốt nhất của chị ấy tôi là tống ngọc nghị chị ấy có nhắc đến tôi không thì ra chị là bạn của thần tiên tỷ tỷ hạ thiên thở ra một hơi nhưng thần tiên tỷ tỷ chưa nhắc đến chị vì vậy tôi không biết. Người phụ nữ Hắc Y tự xưng là Tống Ngọc Mị nở nụ cười, đúng lúc này những sợi tơ bó buộc trên người Hạ Thiên cũng đột nhiên biến mất, mà khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng cảm giác công lực đã khôi phục lại. Chị ấy không nói với tôi cũng là bình thường, hình như tôi cũng là lần đầu tiên nhắc đến chị ấy với người ngoài, thực tế 20 năm qua tôi liên tục tìm chị ấy. Tống Ngọc Mị chậm rãi nói, trong giọng nói có chút vui thích. Bây giờ tôi đã tìm được chị ấy. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Hạ Thiên, giọng nói cũng dịu dàng còn mang theo chút hương vị năm nỉ. Cậu có thể nói cho tôi biết chị ấy ở đâu không? Thần tiên tỷ tỷ à, ở trong nhà tôi. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Nhà cậu ở thủ đô sao? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Nhà của tôi ở đây rất xa, chỗ đó cũng không ai biết, nhưng nếu chị muốn gặp thần tiên tỷ tỷ, tôi có thể đưa chị đi. Thật vậy sao? Tống Ngọc Mị chợt vui sướng, trong giọng nói có chút vội vàng. Được rồi, bây giờ cậu đưa tôi đi. Bây giờ không được. Hạ Thiên ra vẻ khó khăn. Tôi còn bận việc, hơn nữa nơi đó cách quá xa, bây giờ chị lại có bệnh, không đi được xa như vậy. Thân thể của tôi không có vấn đề. Tống Ngọc Mị vội vàng trả lời. Cậu có chuyện gì, cậu cứ nói, tôi sẽ giúp. chương 467, âm hỏa thiêu đốt. Cơ thể của chị có vấn đề. Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị, bộ dạng rất chuyên chú. Trong cơ thể của chị tích lũy quá nhiều âm hỏa, tuy công lực chị rất mạnh nhưng vẫn không thể áp chế được. Tôi phải chữa tốt cho chị mới có thể đến gặp mặt Thần Tiên Tỷ Tỷ, nếu không lỡ may chị chết giữa đường, Thần Tiên Tỷ Tỷ biết được sẽ tức giận. Tôi cũng không muốn làm Thần Tiên Tỷ Tỷ tức giận. Tống Ngọc Mị có chút hiên lặng, sau đó hắn mở miệng hỏi: "Cậu có thể trị được sao? Tất nhiên, tôi là Thần Y đệ nhất." hạ thiên nói bằng giọng tràn đầy tự tin theo tôi được biết thì thầy thuốc sẽ không chữa bệnh không công cho tôi cậu chữa cho tôi có điều kiện gì không tống ngọc mỹ lại hỏi có vẻ nàng vẫn rất cảnh giác với hạ thiên à tôi chữa bệnh cho người khác thì chỉ muốn tiền nhưng chữa bệnh cho bạn của thần tiên tỷ tỷ mà thần tiên tỷ tỷ lại là vợ tôi tôi trị bệnh cho chị cũng không cần tiền hạ thiên trả lời trong mắt tống ngọc mỹ lóe lên cái nhìn quái dị sau đó nàng tiếp tục hỏi chẳng lẽ cậu không hận là vừa rồi tôi đánh cậu bị thương sao vì sao bây giờ lại tình nguyện chữa bệnh cho tôi tôi là thầy thuốc là thầy thuốc lương thiện chị là người bệnh dù chị là kẻ thù của tôi tôi cũng sẽ chữa cho chị hạ thiên nghiêm trang nói sư phụ dạy tôi y thuật đã có nói cứu người là thiên chức của thầy thuốc dù đối phương là ai thì chúng tôi đều phải cứu sư phụ của cậu thật vĩ đại giọng điệu của tống ngọc mỹ có chút quái dị sau đó nàng khẽ gật đầu vậy thì được, trước tiên cậu chữa bệnh cho tôi, cậu cần chuẩn bị thứ gì không? Không cần, tôi chỉ dùng ngân châm là được. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn nhìn Tống Ngọc Mỹ. Nhưng trước tiên tôi phải bắt mạch cho chị, phải chuẩn đoán chính xác tình huống. Không có vấn đề, cậu đến đây đi. Tống Ngọc Mỹ lúc này có vẻ rất dễ nói chuyện, nàng chủ động vươn cánh tay trong suốt ra. Hạ Thiên lách người đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mỹ, hai ngón tay khẽ vươn ra áp lên cổ tay của nàng, trong lòng thầm nói một câu làn da cũng tốt như thần tiên tỉ tỉ không biết gương mặt thế nào hạ thiên nghĩ vậy mà không khỏi ngước lên nhìn mặt tống ngọc mị tất nhiên hắn cũng chẳng thấy gì gương mặt tống ngọc mị vẫn được bao phủ trong một tầng sợi tơ hắn chỉ có thể nhìn được cặp mắt đẹp kia mà thôi thế nào cậu định chị ra sao tống ngọc mị mở miệng hỏi trong mắt lóe lên cái nhìn chán ghét à đơn giản thôi trong cơ thể của chị quá nhiều âm hỏa có một phần chị có thể khống chế, nhưng một phần khác lại thừa mứa, đây chính là phần gây tổn hại với chị, chúng không có gì tốt, chỉ muốn tính mạng của chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói, bây giờ chị đã phân tán âm hỏa ra khắp nơi, nhưng chị chỉ chị phần ngọn, tôi có thể thông qua châm cứu để trừ khử âm hỏa ra ngoài, như vậy chị sẽ không có vấn đề gì. Tống Ngọc Mỹ nghe nói như vậy thì có vài phần tin tưởng Hạ Thiên, vì đây đúng là hiện trạng của nàng lúc này, ít nhất điều này cũng nói rõ bản lĩnh của đối phương vậy thì được, cậu chị cho tôi đi. Tống Ngọc Mỹ khẽ gật đầu, sau đó nàng nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, nãy giờ tôi chưa hỏi tên cậu, vậy cậu tên gì? Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Hạ Thiên chưa từng giấu giếm tên của mình, sau đó hắn lại hỏi Tống Ngọc Nghị. Tôi sẽ bắt đầu châm cứu cho chị, bây giờ chị nằm xuống đi. Tống Ngọc Nghị khẽ gật đầu, nàng nằm xuống bên giường có vẻ rất phối hợp. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn đâm xuống cánh tay của nàng, nhưng đáng tiếc là một châm này không vào trong cơ thể của Tống Ngọc Mị, ngân châm bị bộ quần áo đặc thù của nàng chặn ở bên ngoài. Quần áo này làm bằng thứ gì vậy? Hạ Thiên lầm bầm. Sao đâm không vào? Quần áo của tôi có tính chất đặc thù. Trên mặt Tống Ngọc Mị có chút kỳ quái. Cậu không đâm vào được chỉ là bình thường, thế này đi, cậu nói cho tôi biết muốn đâm vào đâu, tôi sẽ có biện pháp cho cậu đâm vào, À, vậy thì được. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng nói ra 10 cái tên, những bộ vị này rất bình thường, không phải bộ vị quan trọng, cũng không quá mẫn cảm. Tống Ngọc Mỹ nghe được những bộ vị này cũng yên tâm hơn, rõ ràng nàng chưa hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên, nhưng vì thân thể sinh ra tình huống không xong, vì vậy nàng chỉ có thể tin Hạ Thiên một lần. Nhưng dù là như vậy thì nàng cũng có một vài biện pháp phòng hờ, cũng không thể cho người khác nắm giữa vận mệnh của mình. Được rồi, cậu có thể tiếp tục. Sau đó Tống Ngọc Mỹ mở miệng nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn cũng không thấy Tống Ngọc Mỹ có bất kỳ động tác gì, nhưng bây giờ hắn đâm châm vào cánh tay nàng, đã vào bên trong không chút trở ngại. Người này có bản lĩnh quá mạnh, muốn đánh nàng cũng không dễ. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn cầm lấy ngân châm và bắt đầu đâm lên người Tống Ngọc Mỹ. Tốc độ đâm kim của Hạ Thiên là rất nhanh, chỉ vài giây đồng hồ hắn đã đâm vài chục châm, mỗi bộ vị đều được đâm vài lần, sau đó hắn ngừng lại cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị cảm thấy nụ cười của Hạ Thiên rất quỷ dị, nhưng nàng đang định nói gì đó thì cảm thấy thân thể của mình có gì đó không đúng. Lúc này những phần âm hỏa được nàng cho ra phân tán khắp thân thể chợt hội tụ về phía đan điền, khoảnh khắc này trong đan điền tràn đầy âm hỏa, hơn nữa càng tụ càng nhiều, giống như sắp có dấu hiệu bùng nổ. Cậu làm gì với tôi? Tống Ngọc Mỹ quát lên nghiêm nghị. Không có gì hạ thiên ra vẻ rất vô tội tôi chỉ muốn giúp chị phóng thích tất cả âm hỏa ra mà thôi sao tôi không cảm giác được âm hỏa phóng thích tống ngọc mỹ tức giận nói à đơn giản thôi vì đan điền của chị sắp nổ rồi hạ thiên vẫn tỏ ra rất vô tội nếu như trong người chị đủ âm hỏa thì đan điền sẽ không chống đỡ được mà phát nổ vì vậy mà âm hỏa sẽ được phóng thích ra ngoài tống ngọc mỹ lập tức hiểu ra nàng bị người ta chơi xỏ vì vậy nàng vỗ một trưởng về phía hạ thiên. Nhưng khi vừa đánh được một nửa thì nàng cảm giác được đan điền trở nên đau đớn, cùng lúc này nàng phát hiện một trưởng của mình không còn chút sức lực, đừng nói là giết người, giết mũi còn chưa được. Lúc này chị đã không đánh lại tôi rồi phải không? Hạ thiên có chút đắc ý. Tam sư phụ nói không sai, muốn đánh bại kẻ địch, không nhất định phải mạnh hơn kẻ địch, chỉ cần làm cho kẻ địch yếu hơn là được. chương 468, tôi đã giết chị. Tống Ngọc Mị cố sức ngồi lên, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, trong tròng mắt lại bùng ra sát ý nồng đậm, giọng nói của nàng rất dễ nghe nhưng lại giống như ở trong hầm băng rét mướt. "Cậu đối đãi với bạn của Nguyệt Thanh nhã như vậy sao?" Nguyệt Thanh nhã đúng là tìm nhầm đàn ông rồi. "Chị đừng giả vờ." Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tống Ngọc Mị. "Chị cho rằng tôi và chị cũng ngốc như nhau sao? Tôi không tin chị là bạn của Thần Tiên tỷ tỷ, tôi thấy chị có hơn phân nửa là kẻ thù của Thần Tiên tỷ tỷ." chỉ muốn lừa tôi đến tìm thần tiên tỷ tỷ, tôi cũng không ngốc. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Tống Ngọc Mỹ hừ lạnh một tiếng, trong mắt không tự giác phải xuất hiện cái nhìn ảo não. Cho tới nay nàng chỉ đùa giỡn người khác, không ngờ bây giờ lại bị một tên phàm phu tục tử đùa giỡn. Điều càng làm cho nàng không thể nhịn được chính là đối phương chế phục mình bằng một cây châm, điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Tống Ngọc Mị sở dĩ cho Hạ Thiên chữa bệnh vì nguyên nhân lớn nhất chính là tin tưởng hắn, hơn nữa nàng cũng tự tin, dù hắn có làm gì thì nàng cũng dễ dàng ứng phó. Nhưng nàng cũng không ngờ, Hạ Thiên có vẻ như không làm gì đặc biệt, chẳng qua chỉ đâm vài chục châm lên người nàng, nhưng bên trong lại tập trung âm hỏa, không còn chút sức lực nào. Tôi đã nói mình là thần y đệ nhất thiên hạ, chị đánh giá thấp tôi, điều này chứng tỏ chị quá ngốc. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Tống Ngọc Nghị. Vừa rồi chị muốn ức hiếp tôi, bây giờ tôi sẽ ức hiếp chị. Cậu không phải đã nói, cậu là thầy thuốc cứu người là thiên chức của cậu sao? Tống Ngọc Nghị tức giận hỏi. Đúng vậy, tôi là thầy thuốc. Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Nhưng tôi còn là sát thủ, nhị sư phụ nói, là sát thủ thật sự thì phải lợi dụng tất cả phương pháp để giết chết kẻ địch, một cơ hội giết người tốt thế này sao buông bỏ được. Cậu muốn giết tôi sao? Tống Ngọc Mỹ lạnh lùng hỏi. Thật ra không phải tôi muốn giết chị, cơ bản thì tôi đã giết chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói bây giờ âm hỏa trong người chị đang dần tập trung ở đan điền nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa chị sẽ chết tôi nghĩ có lẽ chị cũng sống được hơn một tuần vì vậy không phải tôi muốn giết chị tôi đã giết chị rồi hạ thiên nhìn chằm chằm vào mặt tống ngọc nghị sau đó hắn lầm bầm nghe nói người che mặt thường rất quái dị chị cũng đừng nói mình có gương mặt quái dị đấy nhé nếu tôi là người quái dị thì nguyệt thanh nhã cũng không có mấy phần xinh đẹp Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, đáng tiếc là ánh mắt của nàng không thể thật sự giết người, nếu không lúc này Hạ Thiên đã chết từ lâu. Thần tiên tỷ tỷ là xinh đẹp nhất. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị, sau đó hắn dùng một tay đưa gần đến mặt nàng. Tôi cũng không cần phải đoán, cứ trực tiếp xem xét là được. Hạ Thiên giật một chùm tơ bao phủ gương mặt của Tống Ngọc Mị xuống, ngay sau đó hắn chợt ngẩn ngơ, gương mặt này đúng là quá đẹp, đẹp đến mức không biết dùng lời nào để miêu tả. Rõ ràng chỉ kém một chút là có thể so với thần tiên tỷ tỷ. Vài chục giây sau Hạ Thiên mới phục hồi tinh thần trở lại, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tống Ngọc Mị rồi lẩm bẩm: "Chị xinh đẹp thế này, hơn nữa dáng người lại quá tuyệt, giết chết thì tiếc. Nhưng dù thế nào thì người muốn gây bất lợi cho thần tiên tỷ tỷ chỉ nhận một kết cục là cái chết, dù đáng tiếc nhưng tôi chỉ còn cách cho chị chết mà thôi cậu dám khẳng định tôi là kẻ thù của nguyệt thanh nhã sao tống ngọc mỹ cười lạnh một tiếng sao cậu không nghĩ rằng nếu tôi thật sự là kẻ thù của nguyệt thanh nhã sao tôi biết được bộ vị bí ẩn trên người chị ấy đúng vậy sao chị biết hạ thiên cũng rất nghi ngờ mỗi lần tống ngọc mỹ nói đến nguyệt thanh nhã thì đều làm hắn cảm nhận được địch ý vì vậy hắn xác nhận tống ngọc mỹ là kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ dù tống ngọc mỹ có đẹp thế nào thì hắn cũng phải xử lý nhưng tống ngọc mỹ sao lại biết bộ vị kia của thần tiên tỷ tỷ đây chính là một bí mật lớn của thần tiên tỷ tỷ trên thế giới này đáng lý chỉ có hắn và nàng biết được nhưng bây giờ tống ngọc mỹ chưa từng được nhắc đến này lại biết rõ hạ thiên xem xét năng lực hùng mạnh của tống ngọc mỹ đồng thời còn có khí chất tương đồng với thần tiên tỷ tỷ vì vậy hắn cũng hoài nghi quan hệ giữa nàng và thần tiên tỷ tỷ cậu không quay về hỏi nguyệt thanh nhã sao tống ngọc mỹ lạnh lùng nói nếu Nguyệt Thanh Nhã biết tôi chết trên tay cậu, sợ rằng đời này chị ấy sẽ không tha thứ cho cậu. Thần tiên tỷ tỷ có nói, dù tôi làm gì thì cũng chính xác trong mắt nàng, vì vậy tôi có giết ai thì nàng cũng không trách. Hạ Thiên rất tin tưởng vấn đề này. Khi nghe Hạ Thiên nói như vậy thì trên gương mặt đẹp của Tống Ngọc Mị có chút bất an, chẳng lẽ nàng thật sự sẽ chết trên tay đối phương? Không, tuyệt đối không được, nàng không sợ chết, nhưng trên đời này có tư cách giết nàng chỉ có một Nguyệt Thanh Nhã dù là kẻ nào khác cũng là phàm phu tục tử thậm chí căn bản không xứng nói với nàng tống ngọc mỹ cố gắng chịu đựng cơn đau trong đan điền nàng miễn cưỡng thúc đẩy chân khí bị áp chế nàng vừa ngăn cản âm hỏa hội tụ vừa cố gắng khôi phục chân khí đúng lúc này hạ thiên lại nói nhưng xét quan hệ đặc thù giữa chị và thần tiên tỷ tỷ tôi phải tìm cơ hội để hỏi thần tiên tỷ tỷ tôi còn phải cho chị sống nếu không thần tiên tỷ tỷ sẽ mất vui như vậy là không tốt tôi không muốn thần tiên tỷ tỷ sẽ không vui. Tống Ngọc Mị không khỏi thở ra, nhưng nàng cũng không ngừng cố gắng, nàng cũng không phải loại người đợi người khác tha mạng, vận mệnh của nàng phải do chính nàng làm chủ. Này, vận may của chị rất tốt, chị có thể tiếp tục sống, tôi chỉ cần cho chị thêm vài châm, như vậy sống thêm vài năm cũng không là vấn đề. Dù sao thì chậm nhất một năm nữa tôi sẽ quay về gặp thần tiên tỷ tỷ, đến khi đó tôi sẽ biết chị có quan hệ thế nào với thần tiên tỷ tỷ hạ thiên tiếp tục nói nhưng vừa rồi chị đã đánh tôi bây giờ đến lượt tôi đánh lại hạ thiên vừa rồi bị tống ngọc mị dần cho một trận thiếu chút nữa còn bị nàng bóp chết thù này không thể không báo cũng không thể giết chết nàng vì vậy phải đánh trước nói sau đánh ở đâu được nhỉ hạ thiên dùng ánh mắt không kiêng nể nhìn tống ngọc mị cuối cùng rơi xuống gương mặt nàng gương mặt là không được một gương mặt quá đẹp đánh cũng tiếc Hạ Thiên nói xong thì chuyển mắt xuống bộ ngực, chủ nghĩa khủng bố của Tống Ngọc Nghị. chương 469, Kinh Nhơn. Chỗ này quá lớn, ít nhất cũng là cơ ép, lớn thế này thì cảm giác phải thuộc loại tuyệt diệu. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực to lớn của Tống Ngọc Nghị, hắn lầm bầm nói. Cậu dám động vào, tôi sẽ không bỏ qua. Tống Ngọc Nghị cảm nhận được chút cảm giác không ổn, vì vậy nàng dùng giọng nghiêm nghị uy hiếp nhưng tống ngọc mỹ còn chưa nói dứt lời thì đã cảm giác trước ngực truyền đến cảm giác khác thường hạ thiên dùng hai tay che lên hai đỉnh núi muốn xông ra nhưng lúc này hắn cũng không đánh người mà dùng hai tay vân về đỉnh núi và chân núi rõ ràng hạ thiên không những không đụng vào nàng hơn nữa còn xoa nắn dở mó rất triệt đề hạ thiên cậu là loại phàm nhân cậu dám đụng vào tôi sau này nhất định phải giết cậu phải giày vò cho sống dở chết dở gương mặt xinh đẹp của tống ngọc mỹ trở nên trắng bệch nàng điên cuồng mắng lớn hạ thiên cũng không quan tâm này chị nói ai là phàm nhân nói ngươi là đám người trong thế giới này tống ngọc mỹ quát lên nghiêm nghị trong mắt ta tất cả các người khác nào heo chó kiến con đám người phàm nhân các người dám sảm sỡ với ta sẽ phải lãnh hậu quả ơ tống ngọc mỹ không thể nói thêm được nữa miệng của nàng bị hạ thiên chặn lại hạ thiên hôn môi hơn nữa hai tay còn liên tục xoa nắn toàn thân dù cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn sờ soạng khắp nơi vài lượt cuối cùng hắn mới buông tay dùng ánh mắt bất mãn nhìn tống ngọc mị tôi ghét nhất là người khác uy hiếp mình vì vậy tôi mạn phép sờ chị thêm vài lần nữa cậu gương mặt tống ngọc mị trở nên trắng bệch khoảnh khắc sau hai mắt lóe lên cừu hận giống như không thể nuốt sống hạ thiên người bình thường tôi cũng không muốn sờ chị được sờ phải sướng mới đúng nếu chị không đẹp thì tôi sờ làm gì hạ thiên ra vẻ rất vô tội phụt. Tống Ngọc Mỹ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vì vậy mà khóe miệng không khỏi đỏ hồng một cách không tầm thường. Hạ Thiên có chút sững sờ, sau đó hắn lầm bầm. Chẳng phải chỉ sờ một lần thôi sao, tôi cũng thường xuyên bị người ta sờ mà. Hạ Thiên, Tống Ngọc Mỹ ta bây giờ xin thề, nhất định phải giày vào ngươi sống không được chết không xong. Tống Ngọc Mỹ dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng nói ra từng chữ, giọng điệu lạnh như băng, ý tứ cửu hận bên trong có thể dễ dàng nghe ra được. Tôi đã nói không thích bị người ta uy hiếp. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị. Trước tiên tôi đánh chị đã rồi nói sau. Hạ Thiên nói là làm ngay, hắn vươn tay ôm lấy Tống Ngọc Mị, sau đó lập nàng nằm sấp lên đùi mình rồi khoát tay. Một tiếng đét vang lên, một bàn tay nặng nề rơi xuống cặp mông to lớn co giãn của Tống Ngọc Mị. Đúng là đánh đòn thì khá hơn. Hạ Thiên tự nhủ, bộ ngực của Tống Ngọc Mị là rất tốt, tính co giãn cực kỳ dũng mãnh, thật sự muốn bóp vài lượt. Hơn nữa bộ mông cũng co giãn không kém, điều đáng tiếc duy nhất là không thể cởi quần áo của Tống Ngọc Mị, nếu không đánh mông còn có cảm giác khủng bố hơn. Đét, đét, đét. Bàn tay Hạ Thiên liên tục rơi xuống mông Tống Ngọc Mị, lần này nàng không còn nói gì, tất nhiên nếu hắn có thể thấy ánh mắt nàng, như vậy sẽ biết bên trong là cái nhìn cực kỳ cừu hận. Từ nhỏ đến lớn ta còn chưa bị ai ức hiếp, hôm nay không ngờ lại bị ức hiếp, bây giờ không muốn đánh người thì quá mất mặt. Hạ Thiên vừa đánh vừa lẩm bẩm, Đánh chị bao nhiêu cái thì tốt nhỉ? 100 cái hình như lại hơi ít, ít nhất cũng 200 cái. 98, 99 Hạ Thiên bắt đầu tính toán, nhưng khi hắn chuẩn bị đánh đến 100 thì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác cảnh giác khủng bố, một luồng sát khí khổng lồ từ trên người Tống Ngọc Mỹ bùng ra. Hạ Thiên vội vàng ném Tống Ngọc Mỹ ra, sau đó nhanh chóng lùi lại nhưng hắn vẫn muộn bùm một trưởng của tống ngọc mỹ vỗ vào ngực hạ thiên nhưng điều đáng mừng chính là chẳng biết tống ngọc mỹ không muốn giết mình hay công lực bị ảnh hưởng mà lực lượng của một trưởng vừa rồi không quá mạnh hạ thiên chỉ lùi về phía sau vài bước thân thể cũng không có gì khác thường tôi đã nói rồi tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết tống ngọc mỹ lạnh lùng nói một câu sau đó bàn tay trắng trong suốt lại vỗ về phía hạ thiên Tốc độ của Tống Ngọc Mị là rất nhanh, Hạ Thiên căn bản không kịp tránh né, rơi vào đường cùng hắn đành phải dứt khoát cứng đối cứng, bàn tay phải đưa lên nhận một trường của nàng. Âm! Uhm. hai trường va vào nhau rồi dính chặt lại. Hạ Thiên rất muốn thu tay về nhưng phát hiện lòng bàn tay của Tống Ngọc Mị truyền đến lực hút, thứ này làm hắn không thể rút tay ra. Một giây sau hàn khí đã từ cơ thể Tống Ngọc Mị truyền qua lòng bàn tay vào cơ thể Hạ Thiên. Luồng hàn khí này cực kỳ khổng lồ, Hạ Thiên vừa rồi đã chuẩn đoán bệnh cho Tống Ngọc Mị, vì vậy hắn có thể chuẩn đoán đây chính là âm hỏa dư thừa trong người nàng, cũng chính là âm hỏa mà vừa rồi đã tập trung trong đan điền của nàng. Nhưng lúc này không biết nàng đã dùng biện pháp gì mà lại chuyển sang người hắn. Đàn ông mà có quá nhiều âm hỏa cũng không tốt. Hạ Thiên nhanh chóng xuất hiện một ý nghĩ, hắn vội vàng dùng chân khí để chống đỡ. Hắn căn bản không muốn âm hỏa của Tống Ngọc Mị chuyển sang người mình, nhưng nàng quá mạnh với băng hỏa linh khí của Hạ Thiên thì khó thể chống lại. Âm hỏa xuyên thấu qua lòng bàn tay mà tiến vào theo cánh tay của Hạ Thiên, hắn chống cự nhưng chỉ trì hoãn được một chút mà thôi, căn bản không thể thay đổi được kết quả. Hạ Thiên tất nhiên cũng không khoanh tay chịu chết, hắn đột nhiên lấy ra một cây ngân châm, sau đó vung tay, 10 cây ngân châm phóng về phía Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị hừ lên một tiếng khinh thường, những sợi hắc tơ quấn quanh người chợt bay lên, khoảnh khắc sau đã cuốn lấy tất cả ngân châm của Hạ Thiên, mà âm hỏa cũng liên tục côn vào trong người hắn Lúc này thật sự phiền phức rồi Hạ thiên có chút buồn bực Rõ ràng hắn đã dùng ngân châm để chế trụ tống ngọc mị Nàng đã không còn cách nào sử dụng chân khí Nhưng vì sao nàng lại lợi hai như vậy Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp để nàng không còn lợi hại như trước Hạ thiên, cậu có muốn âm hỏa thiêu đốt mà chết không Tôi sẽ cho cậu nếm thử Để cậu nam không ra nam, nữ không ra nữ giọng điệu lạnh lùng của Tống Ngọc Mị chợt vang lên. Hạ Thiên lập tức nổi giận, người phụ nữ này đúng là quá kỳ cục, lại muốn hắn nam không ra nam nữ không ra nữ, đây chẳng phải cướp mất hạnh phúc nửa đời sau của thần tiên tỷ tỷ sao. Thật sự thần tiên tỷ tỷ có thể nhịn nhưng hắn khó thể nhẫn, hắn nhất định phải thắng người phụ nữ này. chương 470, giữ được mạng nhỏ không sợ chẳng tán được gái. Hạ Thiên rất muốn xử lý Tống Ngọc Mị, nhưng vấn đề là bây giờ hắn sắp bị nàng giết chết nàng quá mạnh với năng lực của hắn lúc này thì không phải là đối thủ của nàng khi hạ thiên không biết phải thoát thân thế nào thì đột nhiên tay trái sinh ra cảm giác nóng bỏng một luồng chân khí nóng hừng hực bùng lên ngăn cản âm hỏa của tống ngọc mỹ luồng chân khí nóng bỏng này chính là cương khí của mỹ nhi luồng cương khí này bị hạ thiên áp chế trong cánh tay trái nhưng lúc này nó lại tự động xuất hiện xem như vô tình cho hạ thiên một ơn cứu mạng âm hỏa của tống ngọc mỹ cũng không còn cách nào tiến tới âm hỏa cùng cương khí đấu tranh với nhau trên chiến trường là cánh tay của Hạ Thiên. Á! À, trên gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mỹ chợt xuất hiện biểu cảm đau đớn, hấp lực trên lòng bàn tay Hạ Thiên chợt biến mất, đồng thời một luồng lực lượng khủng bố phóng đến hất văng hắn lên không, sau đó hắn trực tiếp bay qua gian phòng và rơi xuống đất. Phụt! Hạ Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng có chút vui vẻ. Vì lúc này hắn phát hiện tình huống của Tống Ngọc Mỹ cũng không khá hơn, âm hỏa vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đối với nàng vì vậy tương lai hắn muốn đánh nàng cũng rất dễ dàng hạ thiên lau máu trên khóe miệng hắn chợt nhảy dựng lên quét mắt nhìn bốn phía hắn phát hiện mình đang đứng ở một khoảng sân nhỏ trong sân cũng không có gì khá xứng với gian phòng của tống ngọc nghị hạ thiên nhìn gian phòng tống ngọc nghị mà suy xét xem có nên tiến vào hay không nhưng lúc này hắn lại phát hiện bốn phương tám hướng chuyển đến những tiếng bước chân rồn rập chỉ vài giây sau đã có vài chục người xuất hiện trong sân những người này có nam có nữ, một đặc điểm tương đồng là bọn họ còn rất trẻ, nói chung chỉ khoảng 20, với ánh mắt Hạ Thiên thì chỉ cần nhìn qua là biết bọn họ có võ công khá tốt. Bắt lấy hắn, để lại người sống. Đúng lúc này âm thanh lạnh lùng của Tống Ngọc Nghị chợt vang lên bên tai. Nghe nói như vậy thì vài chục người đánh về phía Hạ Thiên không chút do dự. Đám người vừa mới ra tay thì Hạ Thiên không những phát hiện bọn họ võ công rất tốt, hơn nữa phải nói là cực tốt mười mấy người cùng tiến công làm hắn sinh ra cảm giác khó thể chống đỡ. đáng chết là tay trái của hắn bây giờ khá nóng, cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị lại tiếp tục tranh đấu. đúng lúc này lồng ngực hắn lại sinh ra cảm giác đau đớn. đây là kết quả mà trước đó hắn dính phải một trưởng của Tống Ngọc Mị. chẳng lẽ hôm nay phải chạy trốn? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn không thích chạy trốn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng rơi vào tình cảnh đó. Nhưng bây giờ bên trong có một tống ngọc mị lợi hại không thua gì thần tiên tỷ tỷ, bên ngoài còn có vài chục tên nam nữ có thể so sánh với ba vị sư phụ, hơn nữa Hạ Thiên còn bị thương, muốn đánh bại nhiều người như thế này là quá khó. Thực tế hắn căn bản chỉ có thể dùng phiêu miểu bộ để né tránh, căn bản không thể phản kích. Mười mấy người này không những có thực lực mạnh, quan trọng hơn là bọn họ phối hợp rất tốt, có thể nói là không có khe hở. Nếu Hạ Thiên phản kích có thể đánh chúng một hai người nhưng sợ rằng sẽ chúng người đòn. Đến lúc đó bị thương càng thêm nặng 312.389 Hay là bỏ chạy Hạ Thiên lập tức có quyết định Nhị sư phụ có nói Giữ lại tính mạng thì không sợ chẳng tán được gái Nếu hắn chết ở đây thì phải xin lỗi Thần tiên tỷ tỷ và các vợ của mình Vì thần tiên tỷ tỷ Vì các bà vợ Hôm nay hắn quyết định chạy trốn Sau này sẽ xử lý Tống Ngọc Nghị Còn xử lý thế nào thì xem xét sau cũng không muộn Này, đám ngu ngốc Hôm nay tôi bận rộn lần sau sẽ đến đánh các người tôi đi trước đây hạ thiên nói chạy thì chạy ngay nhưng trước khi đi hắn phải bắt chuyện với đám người sau đó hắn đạp phiêu miểu bộ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và chạy đi như điên chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất trong tầm mắt mọi người mọi người đang định đuổi theo thì giọng điệu của tống ngọc nghị từ bên trong truyền ra thôi bỏ đừng đuổi các người đuổi không kịp vâng chị tống lúc này đám người chợt hô lớn nói cho tống kim hòa đi điều tra người kia tôi biết hắn ta tên là Hạ Thiên, tôi cần tất cả tư liệu. Phải nhớ kỹ chỉ cần điều tra, không cần làm việc dư thừa. Tống Ngọc Mỹ phân phó nói. Vâng, chị Tống. Mọi người lại trả lời. Được rồi, một người đi thông báo cho Tống Kim Hòa, những người khác cố thủ ở bên ngoài, không cho bất kỳ ai tiếp cận. Giọng điệu của Tống Ngọc Mỹ vẫn rất lạnh lùng. Bắt đầu từ bây giờ, dù có chuyện gì cũng không được quấy rầy tôi. Tuân lệnh, chị Tống mọi người cùng trả lời sau đó không còn chút âm thanh nào khác tất cả đều đi ra bảo vệ tống ngọc mỹ hạ thiên chạy vội trên đường hắn không quen thuộc tình hình thủ đô tất nhiên lúc này cũng không có mục đích hắn chỉ muốn đi xa tống ngọc mỹ ra một chút mà thôi khi hạ thiên chạy trốn thì băng hỏa linh khí trong người cũng vận chuyển nhanh hơn cương khí của mị nhi và âm hỏa của tống ngọc mỹ cũng vận chuyển nhanh hơn lần đầu tiên hai luồng chân khí công kích lẫn nhau bây giờ lại đột nhiên cùng tuôn vào kinh mạch hạ thiên Cả hai lại kề vai sát cánh tấn công băng hỏa linh khí trong người Hạ Thiên. Tốc độ chạy trốn của Hạ Thiên không khỏi chậm lại, chẳng phải hắn không muốn chạy cho nhanh, nhưng hắn không thể chạy nhanh, vì bây giờ băng hỏa linh khí trong người đang chống đỡ sự tấn công của âm hỏa và cương khí, vì vậy mà băng hỏa linh khí hỗ trợ hắn bỏ chạy cũng giảm sút. Khi thời gian dần trôi qua thì tốc độ bỏ chạy của Hạ Thiên ngày càng chậm, không biết hắn đã dừng lại từ khi nào, sự liên hợp giữa âm hỏa và cương khí vượt mức tưởng tượng của hắn hắn chỉ có thể dừng lại dùng toàn lực chống đỡ. Hắn căn bản không chú ý mình dừng lại ở đâu, cũng không kịp chú ý. Nhưng Hạ Thiên rất nhanh phát hiện ra mình không còn biện pháp để đối kháng, cương khí và âm hỏa công kích sinh ra lực lượng thần kỳ, thậm chí còn có thể thôn vệ băng hỏa linh khí, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong người hắn không còn chút băng hỏa linh khí nào khác. Một khi hắn mất đi băng hỏa linh khí thì sẽ không còn thi triển được nghịch thiên bát châm, lại càng không thể trị liệu cho thần tiên tỷ tỷ muốn thôn vệ băng hỏa linh khí của ta sao? Ta sẽ thôn vệ các ngươi. Hạ thiên lầm bầm lầu bầu, hắn không còn muốn đối kháng với âm hỏa và cương khí, hắn để mặc cho chúng tuôn vào thân thể, cùng trộn lẫn với băng hỏa linh khí. chương 471, có một người phụ nữ nấm mốc tên là Ninh Khiết. Một cơn mưa to đột nhiên tập kích thủ đô, ông trời đau thương hóa thành những hạt mưa rội xuống, sau đó những dòng nước chảy dài như sông dữ, nhiều chút nữa đã bao phủ toàn bộ thủ đô, khắp nơi giống như đại dương minh mông. Những khu nhà cao tầng trên đường lớn, một đám tri thức đang tan tầm nhìn trời mưa tầm tã, có một số ít quay vào công ty chờ mưa tạch, cũng có rất nhiều người đứng bên đường chờ đợi. Một số người có xe cũng không dám lái xe về dưới trời mưa tầm tã như vậy. Ninh Khiết vừa tan tầm, nàng đi ra ngoài rìa tòa nhà, sau đó mở dù ra, nàng đi vào trong làn mưa trong ánh mắt quái dị của mọi người. Khi đi làm vào rất sáng thì nàng đã cầm theo một cây dù, vì vậy mà trong công ty có không ít người giễu cợt. Nhưng khi tan tầm thì hầu như tất cả nhân viên đều bội phục tài dự đoán của nàng, người trước nay chẳng vừa mắt nàng là Đỗ Tinh cũng phải nói một câu. Ninh Khiết, cậu thật sự còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết. Ninh Khiết thật sự chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, dụng cụ dự báo thời tiết chính là chân trái của nàng, mỗi lần trời chuẩn bị đổ mưa lớn thì chân trái sẽ đau nhức khó chịu trước đó một ngày. Ninh Khiết cũng không biết nguyên nhân vì sao, nàng đã từng xem qua những gì chứng thấp khớp nhưng chưa tìm ra được điều gì. Nhiều khi Ninh Khiết cảm thấy đời mình như một bàn trà lớn, bên trên đầy bi kịch. Khi còn nhỏ, nói một cách nghiêm khắc là trước khi 4 tuổi thì nàng rất xinh đẹp dễ thương, người nào gặp cũng thích, lúc đó nàng đã có nguyện vọng lớn lên làm người đẹp. Khi Ninh Khiết 14 tuổi đã biết được vài sự kiện thông qua người lớn và tivi, đó chính là làm người đẹp rất thoải mái, cũng không cần làm gì Muốn ăn gì có đó, muốn mua gì có đó. Tất nhiên đối với một Ninh Khiết vào lúc còn nhỏ thì chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng muốn ăn gì có đó là được, nàng sẽ rất tình nguyện làm người đẹp. Đáng lý ra với điều kiện của Ninh Khiết khi đó, chỉ cần nàng lớn lên thì làm người đẹp cũng không khó, mẹ nàng là người đẹp nổi tiếng trong thôn, nàng lớn lên lại giống hệt như mẹ, không những trò giỏi hơn thầy còn xinh đẹp hơn. Đáng tiếc khi Ninh Khiết vượt qua 4 tuổi thì bị hội chứng tê liệt, cuối cùng chị hết bệnh lại bị di chứng hai chân một dài một ngắn. Đồng thời đi đường chân trái còn không chịu được khí lực quá lớn, nói cách khác thì nàng đã trở thành người tàn tật. Hai chân phát triển không được như những gì Ninh Khiết mong muốn, nàng không thể trở thành người đẹp, vì vậy mới quyết định thay đổi ước nguyện. Nàng quyết trí học tập, thành tích trước nay rất tốt, còn có thiên phú hội hỏa. Nhưng đến khi 15 tuổi thì mắt Ninh Khiết đau nhức dữ dội, nàng nhỏ thuốc nhưng không hiệu quả, ngược lại mắt ngày càng nghiêm trọng, sau đó phải vào bệnh viện. Bây giờ Ninh Khiết đã không nhớ lúc đó bác sĩ chữa bệnh cho mình như thế nào, nàng chỉ biết sau đó thị lực giảm xuống trầm trọng, mãi đến khi cận 5 độ mới dừng lại. Sau đó trên mặt nàng có một cặp kinh dày đặc, nàng ngồi trên hàng đầu trong lớp cũng khó thể nhìn rõ những dòng chữ trên bảng đen. Thị lực giảm xuống ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích học tập của Ninh Khiết, nàng phát hiện mình muốn làm một người phụ nữ giỏi cũng không dễ dàng gì, cuối cùng nàng chỉ còn phù hợp với tư thế một người phụ nữ vừa xấu vừa ngốc. Nhưng Ninh Khiết vẫn không cam lòng, nàng vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ, một ngày nào đó nàng sẽ thành tài. Vài năm sau Ninh Khiết vì cố gắng học tập mà cuối cùng cũng thi đậu đại học, nhưng vào học lại không được đưa vào chuyên ngành ưa thích, bị đẩy sang ngành báo chí. Một người tàn tật đi đứng không thuận tiện, hơn nữa mắt còn cận nặng mà học ngành báo chí, kết quả thế nào hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Khi Ninh Khiết tốt nghiệp thì căn bản không đơn vị nào nhận làm, những năm này phóng viên phải giành giật tin tức một người đi đứng bất lợi và mắt mũi lèm nhèm, sao có thể trông cậy nàng có được thông tin. Vì vậy nàng trở nên vô duyên với nghề báo. Cũng may vài năm trước Ninh Khiết đã có chuẩn bị, ngay khi bắt đầu học đại học thì nàng đã chú tâm thiết kế thời trang, có lẽ vì có thiên phú hội họa mà nàng khá phát triển trong chuyên ngành này. Sau khi nàng tốt nghiệp đại học thì không dựa vào văn bằng để nhận được công tác mà trở thành nhân viên thiết kế thời trang. Dù bây giờ công ty Ninh Khiết làm cũng không lớn nhưng ông chủ lại rất coi trọng nàng tiền lương cũng không tệ, dù còn cách khá xa một người phụ nữ tài năng nhưng nàng vẫn thấy được chút ít hy vọng. Mưa vẫn đổ ào ào, Ninh Khiết bước thấp bước cao trên đường, vì hai chân chênh lệch nên đứng thẳng sẽ làm người ta sinh ra chút cảm giác đẹp đẽ, nhưng bước đi sẽ cực kỳ xấu xí. Vì vậy mà trước nay nàng không bao giờ mặc váy, chỉ dám mặc quần dài mà thôi. Ninh Khiết đi về phía trước rồi đột nhiên vấp vào một thứ gì đó mà ngã nhào, thiếu chút nữa đã té xuống đất. Nàng quay đầu xem mình vấp phải thứ gì thì đột nhiên có người lao đến, một con dao sáng loáng xuất hiện. Đứng lại, cướp đây, đưa bóp ra. Cái gì? Ninh khiết có chút xứng sờ, cướp sao? Mưa to thế này cũng có người ra cướp à? Ninh khiết không tin còn có đám cướp chuyên nghiệp như vậy, vì vậy nàng tưởng mình nghe lầm, tình cảnh này sao có người muốn đến cướp? Tao là cướp. Tên cướp nổi giận. Lỗ tai của cô có vấn đề sao? Mau đưa bóp cho ông, ông chỉ cần tiền mặt, không cần thẻ. Ánh mắt Ninh Khiết không tốt nhưng lỗ tai lại không có vấn đề, lúc này nàng coi như đã xác nhận đây thật sự là cướp. Này, trời mưa to thế này còn đi cướp sao? Ninh Khiết vừa vô thức đưa tay lấy bóp vừa dùng giọng bất mãn chất vấn. Anh rõ ràng nhân lúc nhà cháy mà hôi của, không đúng, lợi dụng trời mưa để cướp bóc, quá kỳ cục. Trời mưa hay không thì liên quan gì đến ông? Trời mưa thì không ăn cơm sao? Tên cướp dùng ánh mắt căm tức nhìn Ninh Khiết trời muốn mưa, mẹ muốn tái giá, ông cần phải ăn cơm. Ninh khiết rút bóc ra, sau đó nàng rút tiền mặt. Này, tôi chỉ có 200 đồng, anh cầm đi. Bọn cướp nhận tiền, sau đó thuận tay chụp lấy bóp của Ninh khiết mở ra, cuối cùng dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng. Sao cô nghèo vậy, 200 đồng mà còn không biết xấu hổ mang theo sao? Trường 472, khiêng một người đàn ông về nhà dù sao nhiều đó đối với tôi đã là nhiều rồi, nếu anh chê ít thì trả đây. Ninh Khiết tức giận nói, 200 đồng còn chê ít, một ngày lương của nàng sợ rằng còn chưa được 200 đồng nửa là. Đúng là loại nghèo kiết xác. Tên cướp bất mãn mắng một câu rồi ném bóp về phía Ninh Khiết. Trả lại cho cô. Ninh Khiết đáng thương vốn mắt mũi kèm nhèm, bây giờ trời mưa to, nàng muốn chụp được ví của mình thì thật sự là khó khăn quá lớn. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là tên cướp không hy vọng nàng sẽ bắt được, vì vậy chúng ném bóp đi rất cao, bóp bay qua đầu Ninh Khiết. Tất nhiên đây là thủ đoạn của Ninh Khiết, khi thấy Ninh Khiết xoay người muốn chạy đi lấy túi tiền thì tên cướp đã muốn bỏ đi. Tuy chỉ có 200 đồng nhưng thu hoạch không tồi, ít nhất đêm nay cũng được ăn uống no nê, thuận tiện cũng có thể tìm một em, xương xương, làm vài phát pháo. Đúng lúc tên cướp chuẩn bị đánh bài chuồn thì sau lưng vang lên một âm thanh bất mãn này, thằng ngu nào dám ném vào người ông. Tên cướp xoay người nhìn, sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh cô gái vừa bị cướp xuất hiện một tên thanh niên. Tên này không lớn tuổi, chẳng qua chỉ 20, bộ dạng cũng không to con, khi thấy vậy thì tên cướp lập tức yên tâm, với thân thể của hắn và cây dao găm, muốn thu phục tên thanh niên kia cũng quá dễ. Đúng là tự đưa mình vào trong. Tên cướp đi về phía tên thanh niên, hắn vung dao găm. Ông vừa thu hoạch được một chút tiền, bây giờ có thêm chú mày cũng được chút đỉnh. Tên cướp dừng lại rồi quát lên. Cướp đây, đưa tất cả tiền mặt ra, ông không chơi thẻ. Vừa rồi mày vừa ném bóp vào anh phải không? Tên thanh niên chừng mắt nhìn tên cướp. Mày có biết đã đánh thức giấc ngủ của anh không? Ninh khiết ở bên cạnh có chút chóng mặt, hôm nay nàng đúng là suối quẩy, tự nhiên lại đụng mặt hai tên đàn ông không bình thường. Một tên trời mưa tầm tã thế này còn ra cướp, tuyệt đối mất bình thường, Tên còn lại thì nói mình đang ngủ, mưa lớn thế này mà ngủ trên đường, bình thường mới là lạ. Nhưng Ninh Khiết đột nhiên nghi ngờ hai mắt của mình có xảy ra vấn đề hay không, nếu không thì vì sao tên thanh niên kia lại không ướt? Trời mưa tầm tã, người kia trực tiếp đứng dưới mưa nhưng lại không ướt mà rất khô ráo, không có chút nước mưa nào. Xem ra thị lực của mình lại giảm, phải mua thêm một bộ kính nữa mới được. Ninh Khiết thầm nói. Lúc này tên cướp cũng cảm thấy mình gặp phải một tên tâm thần hắn gầm lên. Bảo mày đưa tiền ra cho ông, mày không nghe thấy sao? Có tin ông, úp sọt, mày không? Tên thanh niên khoát tay, cái bóp bay về phía tên cướp rồi nện lên đầu. Tên cướp gào lên thảm thiết rồi ngã xuống ngất xỉu. Phiền nhất là đàn ông quấy giày giấc ngủ của tôi. Sau khi đập ngất xỉu tên cướp thì tên thanh niên dùng giọng bất mãn nói một câu, sau đó hắn ngáp một cái. Xong, ngủ tiếp. Tên thanh niên nói ngủ là ngủ, hắn nằm xuống đất ngủ o o ninh khiết lập tức choáng váng nàng lại tiếp tục hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề nếu không trời mưa lớn như vậy làm gì có kẻ nào nằm ngủ trên đường có nên báo cảnh sát không nhỉ ninh khiết bắt đầu suy xét vấn đề nhưng bây giờ mưa lớn dù báo cảnh sát cũng chưa chắc sẽ đến ngay hơn nữa nàng nhìn sự việc xảy ra không rõ ràng nếu cảnh sát đưa mình về đồn cũng phiền phức ôm nhiều chuyện không bằng bỏ bớt đi vài chuyện cuối cùng nàng cũng không báo cảnh sát Nàng chỉ nhặt ví của mình lên, sau đó lại lấy về 200 đồng từ trên người tên cướp, rồi lại chuẩn bị về nhà. Nhưng Ninh Khiết vừa đi được hai bước thì đã ngừng lại. "Này, tỉnh dậy." Ninh Khiết ngồi xổm xuống, nàng muốn đánh thức tên thanh niên đang nằm ngủ trên mặt đất. Dù thế nào thì người này vừa rồi cũng đã giúp nàng, cũng không thể tiếp tục để hắn ngủ ngoài đường, dù không chết thì ngủ cả đêm như vậy cũng chắc chắn sinh bệnh. Nhưng dù Ninh Khiết có hô hào thế nào thì tên thanh niên kia vẫn ngủ rất ngon, không chút phản ứng. Có nên mặc kệ hắn không nhỉ? Ninh Khiết thầm nghĩ, nàng nhìn về chỗ ở của mình chỉ còn cách vài trăm mét, cuối cùng cũng quyết định kéo người này về nhà. Mưa vẫn tiếp tục tầm tã, Ninh Khiết khẽ cắn môi, nàng thu dù để mặt cho mưa phả lên người, sau đó cúi người cố gắng khiêng tên thanh niên lên. Ninh Khiết cũng không tính là mạnh, cũng may tên thanh niên kia không quá nặng vì vậy nàng cũng miễn cưỡng khiêng hắn lên. Nhưng nàng chỉ có một chân chịu lực, bây giờ còn mưa lớn, muốn khiêng một người đàn ông về nhà cũng không dễ. Một khoảng cách chưa đến 500 mét nhưng Ninh Khiết lại mất hơn 15 phút, cuối cùng nàng cũng đưa được người đàn ông này về nhà, quần áo nàng ướt đấm, cũng không còn phân biệt đó là mồ hôi hay nước mưa. Mệt chết người. Ninh Khiết đã có chút hối hận khi muốn khiêng người đàn ông này về nhà, nếu như không thì nên thuận theo tự nhiên. Ninh Khiết ném tên thanh niên lên ghế sa lông, sau đó nàng phát hiện đàn ông vẫn ngủ ngon, vì vậy mà không khỏi thầm nói. Đúng là heo. Tên thanh niên ngủ rất ngon, Ninh Khiết dứt khoát không quan tâm, bây giờ toàn thân nàng ướt đấm, trước tiên phải đi tắm cái đã. Nhưng đúng lúc này nàng vẫn thấy một chuyện tương đối quỷ dị, nàng khiêng người đàn ông kia về nhà nhưng trên người hắn vẫn không ướt mưa, điều này đúng là quá sức tưởng tượng. Hôm nay chắc chắn không phải ngày tốt lành, việc lạ quá nhiều. Ninh Khiết lầm bầm nói, sau đó nàng lắc đầu đi lấy quần áo vào phòng tắm. Một đêm trôi qua rất yên bình, người đàn ông ngủ trên ghế salon một đêm, thực tế cũng không còn chỗ nào khác để ngủ, vì trong phòng Ninh Khiết thuê chỉ có một phòng ngủ, tất nhiên phòng ngủ phải thuộc về Ninh Khiết, cho một người đàn ông xa lạ ngủ phòng khách đã tốt lắm rồi. Tối đó Ninh Khiết cũng ngủ rất căng thẳng, nàng sợ mình khiêng một xác lang về nhà. Ninh Khiết ngủ không được tốt, vì đây là lần đầu tiên trong phòng nàng có một người đàn ông, điều này làm nàng cảm thấy rất quái dị. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn ngoài khi còn ở nhà thì trong nhà có cha, bây giờ nàng căn bản chưa từng ngủ chung nhà với bất kỳ người đàn ông nào khác, nàng căn bản không thích ở cùng người khác, vì vậy mới thuê riêng một căn phòng. Sáng sớm hôm sau Ninh Khiết bị đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ hẹn giờ, sau đó nàng ngồi khỏi giường, đeo kính mắt, nàng cứ mặc đồ ngủ mà ra khỏi phòng. Ngay sau đó nàng đã hét lên kinh hoàng. Á! À, chương 473, sự khó hiểu của Ninh Khiết. Anh, anh là ai? Anh làm gì ở đây? Anh vào bằng cách nào? Ninh Khiết dùng giọng hoảng sợ hỏi vài câu liên tiếp, nàng đi ra và thấy có người ngồi trên ghế salon, đối phương đang ăn mì, bộ dạng say xưa, điều này làm nàng cảm thấy đói bụng. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, tôi đang ăn mì. Người ngồi trên ghế salon ngẩng đầu nhìn Ninh Khiết, bộ dạng có chút buồn bực. Đầu óc cô bị hư mất rồi sao? Nếu không sao lại hỏi tôi vào bằng cách nào? Rõ ràng cô khiêng tôi về nhà. À, là cậu sao? Tôi quên mất. Ninh Khiết vỗ vỗ đầu, lúc này nàng đã nghĩ ra, tối qua nàng không may bị chặn cướp, sau đó đụng phải một tên thanh niên cổ quái, vì nể đối phương lấy về cho nàng 200 đồng, vì vậy nàng đưa hắn về nhà. Nhưng Ninh Khiết lập tức cảm thấy có gì đó là lạ, nàng không nhịn được phải hỏi. Sao cậu biết tôi khiêng về? chẳng phải hôm qua cậu đang ngủ sao đúng vậy tôi đang ngủ nhưng nếu có người làm gì tôi cũng biết hạ thiên lười biếng nói cậu không ngủ sao ninh khiết tức giận nói cậu làm gì vậy cậu không ngủ sao không đứng dậy tự đi tôi khiêng cậu về thiếu chút nữa thì mệt chết tôi không muốn chị khiêng về hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn ninh khiết nếu không phải lúc đó tôi đang rất buồn ngủ sợ rằng tôi đã đánh chị rồi Hạ Thiên Quả thật rất mất hứng, hắn mất nhiều thời gian mới tiêu hóa sạch sẽ cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Nghị, vì vậy mà hắn rất mệt, cho nên phải ngủ lại trên đường. Đáng lý ra hắn ngủ rất ngon nhưng liên tục có người quấy nhiễu, đầu tiên là tên cướp dùng bóp ném vào người, sau đó lại là một người phụ nữ không được đẹp đẽ gì kéo hắn đi. Nếu chẳng phải cảm nhận đối phương không có ác ý, hơn nữa hắn cũng thật sự muốn ngủ thì đã ra tay đánh người. "Cậu?" Ninh Khiết lập tức bị chọc tức, người này đúng là Nàng sợ hắn sinh bệnh nên mới mệt nhọc đưa đối phương về nhà, không ngờ hắn còn chưa cảm ơn, còn muốn đánh nàng, có người trả ơn như vậy sao? Không thèm nghe chị nói nữa, tôi còn bận, tôi đi trước. Hạ Thiên đứng lên, hắn muốn đi tìm vợ, đến khi tìm được vợ còn phải nghĩ biện pháp xử lý Tống Ngọc Mị. Ninh Khiết còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Thiên nói đi là đi, nàng chưa kịp nói thì hắn đã biến mất. Hừ, không cần quan tâm đến tên khốn này làm gì. Ninh Khiết căm giận thầm nghĩ, dù sao nàng cũng không quen biết gì đối phương. Ninh Khiết thật ra là một người rất lạc quan, nếu không sợ rằng người khác gặp phải cảnh ngộ như nàng đã tự sát từ lâu rồi. Nàng nhanh chóng ném chuyện của Hạ Thiên sang một bên, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt và chuẩn bị dùng điểm tâm. Bữa sáng của Ninh Khiết rất đơn giản, bánh mì mua ở siêu thị đặt sẵn trong tủ lạnh, nhưng khi nàng mở tủ lạnh ra thì trợn tròn mắt. Bánh mì ngày hôm qua nàng đã mua một bọc cỡ lớn, bây giờ không còn bóng dáng. Ninh Khiết hầu như chui đầu vào tủ lạnh nhìn qua một lượt, cuối cùng đã xác nhận không còn bánh mì, ngay sau đó lại thấy hơn 10 cây kem đặt bên dưới cũng không còn, một cây chân giò hun khói đã bay mất. Nói tóm lại thì tất cả những gì có thể ăn trong tủ lạnh đều đã không còn gì, không thấy thứ gì. Ninh Khiết đóng tủ lạnh và phát hiện hai thùng mì bên trên cũng mất tăm, lần này nàng mới nhớ vừa rồi Hạ Thiên đã ăn mì, vì vậy nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương ăn sạch những gì của mình? Ninh Khiết đi đến bên cạnh ghế salon và cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, vì nàng phát hiện căn cứ phạm tội, hai thùng mì hết sạch, hơn 10 giấy gói kem, còn có cả một bọc bánh mì lớn. Người này đúng là heo, vừa ngủ được vừa ăn được. Ninh Khiết căm giận, người này đã ăn sạch những gì có trong nhà nàng, vì vậy nàng phải ra ngoài mua bữa sáng. Hạ Thiên rời khỏi nhà của Ninh Khiết mà không biết nên đi đâu, nghe nói thủ đô rất lớn, hắn lại hoàn toàn không quen thuộc, như vậy phải làm sao mới tìm được người sao vợ không điện thoại cho mình nhỉ hạ thiên nghĩ mãi mà không hiểu ra mộc hàm gặp phải vấn đề đáng lý nàng phải điện thoại cho hắn mới đúng chứ đúng lúc hạ thiên cảm thấy khó xử thì sau lưng truyền đến một âm thanh có chút quen thuộc và tức giận này sao cậu còn ở đây hạ thiên quay đầu thì nhìn thấy gương mặt tức giận của ninh khiết vì vậy hắn bất mãn nói nơi này cũng không phải nhà chị sao tôi lại không thể ở đây Cậu, Ninh Khiết có chút tức giận, nàng phát hiện đối phương nói cũng rất đúng, hắn không ở trong nhà mình, nhưng nàng lai di chuyển chủ đề sang một hướng đúng đắn khác. Sao cậu ăn sạch tất cả thức ăn trong nhà tôi? Sao chị hỏi một câu ngốc nghếch như vậy? Hạ Thiên rất buồn bực. Tôi đói bụng, tất nhiên sẽ ăn sạch sẽ. Sau đó Hạ Thiên khựng lại rồi bồi thêm một câu. Nhưng những thứ kia cũng không dễ ăn, không tốt cho lắm. Ninh Khiết lại bị chọc tức, người này ăn sạch bữa sáng trong vòng một tuần của nàng hơn nữa còn nói lời ghét bỏ người này đúng là đáng giận hơn cả quân cướp bóc nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không đưa quân cướp bóc về nhà ninh khiết quyết định không thèm nói chuyện với tên thanh niên ghê tởm kia nàng cam giận đi về phía trước nhưng không biết vì quá tức giận hay mắt kém mà lại dẫm chân lên một hòn đá sau đó cả người lảo đảo rồi đâm vào vách tường của phòng bảo vệ khu dân cư á à, đau quá ninh khiết vuốt chán trước mắt chợt trở chợ nên mơ hồ mắt kính của nàng đã bị rớt, nàng sờ soạng nửa ngày cũng chưa tìm thấy. Không phải chỉ ăn vài món thôi sao? Hạ thiên nhìn ninh khiết. Đáng để đập đầu vào tường như vậy à? Ôi, đúng là. Cậu! Ninh khiết bực tức và khó hiểu. Ai nói tôi đập đầu vào tường, tôi chỉ vấp đá mà thôi. Hạ thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt ninh khiết, sau đó hắn lầm bầm. Không đeo kính thì khá đẹp, sao lại thích đeo kính cho xấu ra? Da? Ninh Khiết càng thêm khó hiểu, nàng rất muốn đánh Hạ Thiên một trận, trong miệng không nhịn được phải giống lên. Cậu tưởng rằng tôi thích đeo kính sao, tôi bị cận thị. chương 474, nhà giàu hoặc lừa đảo. Cận thị sao không đi chữa trị? Hạ Thiên tiếp tục hỏi, đáng lý ra hắn không quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn thấy Ninh Khiết không đeo kiếng thì đẹp hơn, vì vậy mới hy vọng nàng khỏi cần sử dụng kiếng. Ninh Khiết càng thêm tức giận. Cậu tưởng tôi không muốn chữa trị sao? căn bản là không thể chữa được chỉ có một vấn đề nhỏ như vậy mà không hết sao hạ thiên không cho là đúng này nể tình vừa rồi chị cho tôi ăn uống tôi sẽ giúp chị chữa mắt tôi không cần nhờ cậu chữa mắt cậu tìm kính cho tôi là được tôi sẽ không so đo chuyện cậu ăn uống của tôi ninh khiết tức giận nói nàng không tin hạ thiên có thể chữa tốt cho mình vì sao luôn có người không muốn đẹp hơn nhỉ hạ thiên không nghĩ ra Trước đó Triệu Vũ Cơ là như vậy, bây giờ người phụ nữ này cũng là như thế, chẳng lẽ luôn có những người thích xấu hơn. Hạ Thiên thật sự không muốn cưỡng ép, nàng nhặt kính lên đưa cho Ninh Khiết, sau đó mở miệng. Cô quen thuộc thủ đô không? Cũng bình thường, tôi học 4 năm đại học ở đây, sau đó còn đi làm được 3 tháng. Ninh Khiết đeo kính, nàng thở phì phò nói. Tôi muốn tìm một người, như vậy phải làm sao? Hạ Thiên lúc này không còn ai để hỏi tất nhiên chỉ có thể hỏi Ninh Khiết. Ninh Khiết có chút buồn bực. Cậu có biết địa chỉ và số điện thoại không? Sao chị ngốc vậy, nếu tôi biết thì còn phải hỏi sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Cậu mới ngốc. Ninh Khiết có chút tức giận, chưa từng có người nào nói nàng ngốc, nàng phải là người thông minh mới đúng. Hừ, chị không biết thì tôi tìm người khác. Hạ Thiên lười biếng nói. Cái gì tôi không biết, là cậu nói không rõ ràng. Ninh Khiết sinh ra cảm giác tổn thương lòng tự tôn. Cậu biết tên người đó chứ? Tất nhiên, Hạ Thiên trả lời. Vậy cậu có thể đi đến trụ sở ủy ban, có thể căn cứ vào tên gọi để điều tra địa chỉ. Ninh Khiết nhanh chóng nói. Nhưng nếu cậu không có quen biết, như vậy người ta sẽ chẳng giúp cậu. Lên ủy ban cũng sẽ tìm không thấy. Hạ Thiên lắc đầu. Bây giờ vợ tôi sẽ không ở trong nhà. Cậu đi tìm vợ sao? Ninh Khiết chợt sững sờ tất nhiên là tìm vợ của tôi tôi nào có tâm tình đi tìm kẻ khác hạ thiên thuận miệng nói cậu xác định vợ mình ở thủ đô sao ninh khiết nhìn hạ thiên trong lòng có chút nghi ngờ tên khốn này đến tìm vợ sao chắc chắn tên này quá đáng giận nên vợ tức quá bỏ nhà đi bụi có lẽ là vậy hạ thiên cũng không xác định vấn đề này vậy cậu có hình của vợ không ninh khiết lại hỏi hạ thiên lắc đầu hắn thật sự không có hình của mộc hàm cậu chỉ có một cái tên không có hình sao tìm được người thủ đô quá lớn cậu rõ ràng đang mò kim đáy biển ninh khiết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hạ thiên người này còn nói nàng ngốc hắn mới thật sự là ngốc hạ thiên suy nghĩ hắn cảm thấy ninh khiết nói cũng đúng bây giờ hắn thật sự tìm kim đáy biển như vậy trước tiên mình phải tìm ảnh của vợ sau đó tìm người hỗ trợ mới được hạ thiên thì thào nói sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm số là gọi cho kiều tiểu kiều hắn muốn hỏi xem Kiều Tiểu Kiều có số điện thoại của Mộc Hàm hay không. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Đáng tiếc là Hạ Thiên không thể gọi được. Hạ Thiên suy nghĩ và gọi cho Lãnh Băng Băng, nhưng bên trong điện thoại cũng vang lên một âm thanh quen thuộc. Số điện thoại quý khách vừa gọi. Hạ Thiên không khỏi có chút buồn bực, sao lại thế này? Vì sao không điện thoại được cho Kiều Tiểu Kiều và cảnh sát tỷ tỷ? Cậu tìm vợ rất gấp sao? Ninh Khiết lúc này ở bên cạnh không khỏi hỏi một câu, tuy nàng cảm thấy Hạ Thiên rất đáng giận nhưng vẫn còn khá tốt, vì vậy mới nhắc nhở một câu. Thật ra cậu có thể nhờ người vẽ hình. Như vậy cũng được sao? Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn không biết vẽ, nếu không hắn sẽ vẽ ra được một hàm. Tất nhiên là có thể, chỉ cần cậu nhớ rõ bộ dạng của vợ và những đặc điểm trên người, như vậy muốn vẽ ra một bức họa cô ấy cũng không khó. Ninh Khiết rất tin tưởng điều này. À, Vậy chị biết vẽ không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết rồi hỏi. Tôi. Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Biết. Được rồi, chị giúp tôi vẽ. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Ninh Khiết hừ một tiếng. Sao tôi phải giúp cậu? Vì sao chị không giúp tôi? Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Tóm lại tôi không giúp cậu, cậu đi tìm người khác đi, rất nhiều người có thể vẽ, cậu chỉ cần trả thù lao cho họ là được. Ninh Khiết tức giận nói, người còn hỏi vì cái gì sao? Vì hắn quá đáng giận nên nàng không muốn giúp. Tôi trả thù lao cho chị là được. Hạ Thiên không nghĩ sẽ đi tìm người khác, hắn không biết ai biết vẽ tranh, nếu nơi đây có người biết thì cần gì phải đi nơi khác tìm người. Như vậy chẳng phải lãng phí thời gian sao? Đây là cậu nói đấy nhé, tôi thu phí rất đắt. Ninh Khiết căm giận nói, người này quá ghê tởm, nàng phải cho hắn biết tay. Rất đắt sao? Bao nhiêu? hạ thiên thuận miệng hỏi mười ngàn ninh khiết há miệng khai ra một cái giá trên trời trong lòng ta ầm nghĩ nếu đối phương chê đắt thì sẽ không vẽ vậy thôi sao quá rẻ không có vấn đề bây giờ chỉ giúp tôi vẽ tranh đi hạ thiên có chút vội vàng rẻ sao ninh khiết lập tức buồn bực người này giàu có lắm sao ninh khiết không cho rằng hạ thiên giàu có nàng cảm thấy đối phương rất giống một kẻ lừa đảo trên đời này những tên quỷ đói đầu thai thường rất nổ, đói bụng vài ngày mới lừa đảo cao siêu như vậy. Ninh khiết nghĩ đến đây thì nói, muốn tôi vẽ tranh cho cũng được, cậu phải giao ra một nửa tiền đặt cọc, sau khi tôi vẽ xong thì giao nửa còn lại. Không có vấn đề. Hạ Thiên lập tức đồng ý, sau đó hắn móc ra một sấp tiền trong túi quần. Cho chị, đây vừa đủ 5 ngàn. Hạ Thiên quả thật cũng chỉ còn 5 ngàn tiền mặt, đây chính là số tiền mà khi rời khỏi thành phố Giang Hải thì Kiều Đông Hải lén đưa cho hắn, vì hắn cũng có mang theo thẻ ngân hàng, nhưng Kiều Đông Hải cho rằng trên người có sẵn tiền mặt cũng đỡ phiền hơn. Khi thấy một sắp tiền mặt như vậy thì Ninh Khiết không khỏi giật mình, người này có tiền, không phải lừa gạt sao. Ninh Khiết suy nghĩ và quyết định không nên nghĩ nhiều, có tiền không lấy là ngốc, nàng không ngốc, nàng còn muốn làm tài nữ, tiền này nhất định phải lấy. Được rồi, cậu theo tôi đến công ty, trong công ty của tôi có phần mềm đồ họa. Ninh Khiết nhận tiền, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Chương 475, người phụ nữ cần ăn đòn. Từ chỗ ở của Ninh Khiết đến tòa nhà vọng kinh, đây là chỗ làm của nàng, chỉ mất 10 phút đi bộ. Tòa nhà vọng kinh 10 tầng chính là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Y Nhân, là nơi mà Ninh Khiết sẽ đi làm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Y Nhân cũng chẳng phải công ty lớn thực tế công ty này chỉ có một văn phòng hơn trăm mét vuông ở trong tòa nhà vọng kinh, nhân viên đi vào làm cũng chỉ vài chục người, mà Ninh Khiết chính là một nhân viên thiết kế. Ông chủ công ty là một người đàn ông 40 tuổi, tuy tướng mạo khá bình thường nhưng có khả năng tìm ra nhân tài, dù Ninh Khiết không phải là người đẹp, trước đó cũng không học ngành thiết kế thời trang, nhưng khi hắn nhìn thấy tác phẩm thiết kế của Ninh Khiết thì lập tức nhận người. Tiền lương của Ninh Khiết là 5.000 một tháng, dù đây cũng không tính là mức lương cao nhưng đối với một sinh viên mới ra trường, hơn nữa còn không phải học ngành thời trang thì tương đối khá. Điều làm Ninh Khiết coi trọng nhất không phải là tiền lương 5.000 một tháng, đó chính là sự coi trọng của ông chủ. Y nhân chẳng phải công ty lớn nhưng ông chủ rất có dã tâm, hắn muốn tạo ra thương hiệu. Thực tế thì công ty ngoài một văn phòng thiết kế, còn có một nhà xưởng và vài cửa hàng tiêu thụ sản phẩm, nhưng trước kia hai nhân viên thiết kế thời trang lại không công tác tốt, Bây giờ ông chủ đặt hy vọng lên người Ninh Khiết. Từ khi nàng tiến vào công ty thì ông chủ đã thúc đẩy cách sử dụng nhãn hiệu, thậm chí còn sử dụng tên nàng để đăng ký nhãn hiệu, dùng Ninh Khiết làm nhãn hiệu, đưa quần áo nàng thiết kế tung ra thị trường. Bây giờ quần áo có nhãn hiệu Ninh Khiết lại được ưa chuộng, tiếng vọng tương đối khá, điều này làm cho Ninh Khiết trở thành người quan trọng của công ty y nhân. Cũng vì vậy mà khi Ninh Khiết đưa Hạ Thiên vào công ty, tuy không ít người có biểu cảm ngạc nhiên nhưng thật sự không ai dám nói gì bọn họ cũng không muốn đắc tội với Ninh Khiết. Tất nhiên cũng phải có ngoại lệ. "Ơ, ờ, Ninh Khiết, đây là bạn trai của cô sao?" Một giọng nói quyến rũ truyền vào tai mọi người. "Không tệ lắm, dáng người phong nhã, rất xứng đôi." Nói chuyện là một người phụ nữ 25-26, bộ dạng có chút xinh đẹp, cách ăn mặc cũng rất mốt, bộ dạng giống như hận không thể bày ra tất cả bộ vị ngon ăn của mình. Đám người trong văn phòng không khỏi nhìn về phía người phụ nữ này, vẻ mặt ai cũng có chút kỳ quái, người này luôn là như vậy. Mọi người nghe câu trước thì còn cảm thấy có vẻ tán thưởng, nhưng nếu nghe câu sau lại hiểu ra, đây không phải là tán thưởng, là châm trọng. Giống như bây giờ, người phụ nữ này tỏ ra tán thưởng ninh khiết có bạn trai đẹp trai, nhưng câu nói cuối cùng, nàng nói rất xứng đôi, rõ ràng đang mắng người. Người nào cũng biết ninh khiết có tật chân, mắt cũng lờ mờ như người mù, nếu nói tên thanh niên kia xứng đôi với ninh khiết như vậy còn đẹp trai gì sao đỗ tinh cô không cần phải quan tâm cậu ấy không phải là bạn trai của tôi ninh khiết dùng giọng không cao hứng nói trong công ty có vài chục người nhưng đỗ tinh này luôn chọc khoái nàng đỗ tinh thích gây khó cho ninh khiết cũng vì một nguyên nhân rất đơn giản nàng phát hiện ông chủ rất coi trọng ninh khiết điều này uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của nàng trong công ty nếu chẳng phải ninh khiết không xinh đẹp sợ rằng còn sợ ninh khiết thay thế luôn cho nàng từ lâu rồi đỗ tinh cũng giống như ninh khiết là một trong ba nhân viên thiết kế của công ty nàng ở công ty chẳng có địa vị gì nhưng nàng không chỉ đơn giản là nhân viên thiết kế nàng còn là một món hàng trên giường cho ông chủ có thể nói là phòng nhì trong công ty nàng thậm chí còn cho rằng mình là bà chủ vì vậy mà ngoài ông chủ tất nhiên nàng sẽ không nhường chức thứ hai cho bất kỳ kẻ nào khác này ninh khiết có bạn trai cũng có gì đâu cô vất vả lắm mới có được một bạn trai sao phải phủ nhận đỗ tinh dùng giọng kỳ quái nói thật ra tôi cảm thấy hai ngừa cực kỳ xứng đôi cô xem hắn ánh mắt của cô có vấn đề à đột nhiên một âm thanh bất mãn vang lên cắt ngang lời đỗ tinh chị ấy bị cận chẳng lẽ cô còn cận hơn cô xem tôi và chị ấy xứng đôi ở điểm nào người mở miệng tất nhiên là hạ thiên hắn bị đỗ tinh nói xứng đôi với ninh khiết tất nhiên sẽ rất bất mãn người phụ nữ ngu ngốc này có ánh mắt quái quỷ gì vậy hắn đẹp trai lồng lộng thế này mà nói xứng đôi với ninh khiết sao đừng làm phiền tôi kẻo tôi đánh người bây giờ hạ thiên trừng mắt nhìn đỗ tinh sau đó hắn quay đầu nhìn ninh khiết đừng quan tâm đến cô ta chị mau giúp tôi vẽ hình vợ được ninh khiết khẽ gật đầu nàng vốn không quan tâm đến đỗ tinh nhưng đỗ tinh là âm hồn không tan lúc nào cũng quấn lấy nàng ninh khiết nhanh chóng đi đến vị trí của mình nàng khởi động máy tính rồi nói với hạ thiên cậu chờ chút này muốn đánh người sao anh thử xem đúng là đồ nhà que ở đâu ra cho rằng đây là góc núi muốn làm gì thì làm sao đỗ tinh lại đuổi theo nàng bắt đầu mở miệng châm chọc hạ thiên nhưng nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì đã kêu lên thảm thiết á à, đúng là thích ăn đòn hạ thiên đạp ngã đỗ tinh sau đó bất mãn nói một câu ninh khiết không khỏi ngẩn ngơ đám người trong văn phòng cũng ngẩn ngơ người này thật sự muốn đánh đỗ tinh sao đỗ tinh nhanh chóng nổi điên tên nhà quê này dám đánh nàng sao cậu dám đánh tôi sao cậu biết tôi là ai không cậu biết đánh tôi có hậu quả gì không tôi nói cho cậu biết đỗ tinh bỏ lên sau đó điên cuồng gào lên với hạ thiên cô đúng là quá phiền hạ thiên tung một đá đạp văng đỗ tinh ra vài mét trực tiếp bay ra ngoài cửa văn phòng công ty Khoảnh khắc này đám nhân viên công ty đều trợn mắt há mồm, Ninh Khiết từ đâu mang về một người thế này, đúng là quá sức hùng mạnh. Á. À, Đỗ Tinh ngã lăn ra ngoài hành lang, nàng kêu lên một tiếng đau khổ, nhưng lúc này nàng không vào, mọi người chợt nghe được âm thanh nàng gọi điện thoại. Đây là tòa nhà vọng kiều, nơi đây có tội phạm giết người. Ninh Khiết dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, tuy Đỗ Tinh ngoài kia đang nói bậy nhưng nàng vẫn cảm thấy Hạ Thiên rất có thể là tội phạm giết người. Chương 476, bức hỏa. Đỗ Tinh báo cảnh sát, cậu có nên đi trước không? Ninh Khiết không nhịn được phải nhắc nhở Hạ Thiên một câu, nàng bị Đỗ Tinh gây phiền phức nhiều ngày, tất nhiên sẽ không có cảm tình gì với đối phương. Báo cảnh sát cũng rất đúng dịp, tôi cũng đang muốn tìm cảnh sát xem thế nào. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị mau giúp tôi vẽ hình vợ, lát nữa tôi còn sử dụng. Khi thấy Hạ Thiên nói vậy thì Ninh Khiết cũng không cưỡng ép, nguyên nhân rất đơn giản nàng cũng không có nhiều hảo cảm với hắn. Vậy thì được, bắt đầu vẽ, mặt tròn hay trái xoan. Ninh khiết bắt đầu mở phần mềm, nàng hỏi về nét mặt. Mặt trứng ngỗng, chỗ này đầy hơn một chút, chỗ này ít hơn, à, cứ như vậy. Hạ thiên tất nhiên biết rất rõ tướng mạo của mộc hàm, điều này làm cho Ninh khiết làm việc dễ dàng hơn khá nhiều. Tóc vàng, làn da hơi hồng. Hạ thiên cũng rất chuyên chú. Thân cao 1m68, ngực 36C, vòng eo. Lúc bắt đầu Ninh Khiết cũng cảm thấy bình thường, càng về sau nàng càng cảm thấy không đúng, dáng người sao quá tốt như vậy? Gương mặt cũng xinh đẹp, tóc vàng, da hồng hào, người này có được một cô vợ xinh đẹp như vậy sao? Như thế này sao? Vì Hạ Thiên nói ra rất rõ, vì vậy Ninh Khiết cũng công tác rất nhanh, chưa đến vài phút sau một người đẹp tóc vàng đã xuất hiện trên màn hình máy tính. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn không hài lòng lắm. Ninh Khiết làm quá nhanh, chính nàng cũng không quá xinh đẹp, chẳng lẽ như vậy cũng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của vợ hắn? Chỗ này dài hơn, chỗ này của cặp mắt phải lớn hơn, còn có chỗ này. Hạ Thiên chỉ vào tấm hình, hắn muốn Ninh Khiết sửa chữa. Đúng lúc này có một âm thanh tức giận từ ngoài cổng văn phòng truyền vào. Chính là hắn, tên tội phạm giết người này chạy từ đâu đến, đánh tôi và muốn giết tôi. Người mở miệng là Đỗ Tinh vừa bị Hạ Thiên cho ăn đòn. Đi vào còn có ba cảnh sát. Tuy đố tình gọi điện báo cảnh sát rất khoa trương nhưng tốc độ của đám cảnh sát vẫn rất chậm, hơn nửa giờ sau mới đến, nếu thật sự có tội phạm giết người thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Khoảnh khắc này ba tên cảnh sát cũng đi về phía Hạ Thiên, đi đầu là một tên cảnh sát hơn 30, có lẽ là kẻ đứng đầu, hắn đi đến trước mặt Hạ Thiên. Cậu đánh người sao, cậu theo chúng tôi một chuyến. Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Hắn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chỗ này lớn hơn một chút, chân phải dài hơn, chỗ này to hơn. Ninh Khiết phải sửa chữa theo yêu cầu của Hạ Thiên, trong lòng có chút bất an, nàng cũng không khỏi liếc mắt nhìn đám cảnh sát. Tên cảnh sát vừa mở lời trợt nổi giận. Cậu có thái độ gì vậy? Đứng lên cho tôi. Câm mồm. Hạ Thiên vẫn không quay đầu. Chỗ này cũng phải sửa, eo vợ tôi không thô như vậy, còn có cái này. Ninh Khiết thật sự không biết nói gì hơn, người này rõ ràng không sợ cảnh sát. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, lập tức theo chúng tôi đến cục cảnh sát, nếu không chúng tôi sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế. Tên cảnh sát cầm đầu quát lên nghiêm nghị, lúc này hắn đã hoàn toàn nổi giận. Trước đó hắn không tin có tội phạm giết người, nếu thật sự có tội phạm giết người thì ai còn đứng đây báo cảnh sát, đã bỏ chạy mất mật rồi. Nhưng hắn vẫn quyết định, đối phương có phải là tội phạm giết người hay không chẳng quan trọng, điều cần làm là đối đãi tên khốn này như tội phạm giết người, phải dạy bảo cho một bài học mới được. Sao các người lại phiền phức như vậy? Hạ thiên cuối cùng cũng xoay người, trên tay có một cây ngân châm, hắn dùng tốc độ xét đánh đâm lên người mỗi cảnh sát hai châm, cuối cùng dùng giọng điềm nhiên như không nói với ninh khiết. Chỗ này, còn có chỗ này, sửa xuống, ừ, chỗ này. Lúc này ba tên cảnh sát đều không còn nói gì, hơn nữa còn đứng đơ ra không nhúc nhích, bộ dạng rất chuyên chú. Cảnh sát, cảnh sát. Đỗ Tinh ở bên cạnh rất buồn bực, có chuyện gì vậy? Ba cảnh sát này sao không bắt người? Lúc này Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đỗ Tinh, hắn đột nhiên đâm lên người nàng hai châm. Cô cũng im mồm lại, ồn ào quá. Đỗ Tinh chợt phát hiện mình không thể nào cử động được nữa, vì vậy mà không khỏi giật mình kinh hoàng, nàng há miệng muốn hô lớn nhưng phát hiện không có âm thanh nào phát ra lúc này nàng mới hiểu vì sao ba tên cảnh sát không thể chuyển động và nói được lời nào thì ra bọn họ cũng có vấn đề đám người trong văn phòng cảm thấy rất quái dị bọn họ căn bản không thấy hạ thiên có động tác gì nhưng bây giờ đám cảnh sát không nói lời nào mà đỗ tinh cũng vậy đám người đứng sau lưng ninh khiết có vẻ rất có quy củ đám người không thể hiểu nổi vì sao đỗ tinh lại nghe lời như vậy ba tên cảnh sát đáng thương cũng cảm thấy rất khó hiểu bọn họ gặp quỷ sao đang bình thường sao lại không cử động và nói chuyện được. Ba người đều là cảnh sát, tất nhiên sẽ suy đoán tình cảnh quỷ dị này có liên quan đến tên thanh niên tướng mạo bình thường trước mắt, bây giờ bọn họ đã có vài phần tin rằng đối phương là tội phạm giết người. Ninh Khiết thì càng cảm thấy bất an, tình huống bây giờ quá quỷ dị, nhưng nàng cũng không hỏi, cứ thuận theo tự nhiên, tiếp tục sửa chữa bức họa theo yêu cầu của Hạ Thiên. Nửa giờ sau thì Hạ Thiên mới hài lòng. Được rồi, là như vậy, đã giống hệt như vợ tôi. Hừ, thằng khốn này có vợ đẹp vậy sao? Ba tên cảnh sát sau lưng Hạ Thiên không thể nói chuyện nhưng trong lòng thầm oán hận, bọn họ không có việc gì làm cũng chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, kết quả là bọn họ không muốn rời mắt, người đẹp kia quá ngon hàng. Đỗ Tinh cũng muốn mắng người, đồ nhà quê này mà tìm được vợ đẹp như vậy, sợ rằng nàng sẽ là hoa hậu rồi. Đây thật sự là vợ cậu sao? Ninh Khiết dùng giọng hoài nghi hỏi một câu. Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu tự hào. Thế nào, xứng đôi với tôi chứ? Ba tên cảnh sát và Đỗ Tinh nghe thấy như vậy thì cảm thấy Hạ Thiên quá vô sỉ, một người đẹp lồ lộ, lộ thế kia mà xứng đôi với loại dạng chó hình người như hắn sao? Ninh Khiết cũng bĩu môi, dù nàng có cận một ngàn độ cũng biết Hạ Thiên không đẹp trai, như vậy mà nói xứng đôi sao? Xứng để đi sách giày còn chưa đủ. Nếu cậu đã xác định thì tôi sẽ giúp cậu in ra. Ninh Khiết cũng không muốn phản bác lời nói của Hạ Thiên, nàng kết thúc công việc. Được. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ninh Khiết nhanh chóng in hình Mộc Hàm ra ngoài, Hạ Thiên cầm ảnh xem qua, sau đó nhanh chóng đâm một châm lên người ba tên cảnh sát rồi vung tay. Này, ba người các anh theo tôi. chương 477, ý nghĩ kỳ lạ. Cái gì? Tên cảnh sát cầm đầu vô thức nói một câu, sau đó hắn phát hiện mình có thể chuyển động, vì vậy mà vô thức đưa tay xuống không chuẩn bị rút súng nhưng hắn vừa đưa tay xuống thì cảm thấy trống không khi ngẩng đầu lên thì gương mặt biến đổi lớn vì hắn phát hiện ra súng của mình đã vào trong tay hạ thiên lúc này trên tay hạ thiên không những chỉ có một khẩu súng hơn nữa còn có ba khẩu súng chỉ sau khoảnh khắc mà súng của đám cảnh sát đã lên tay hắn cậu cậu muốn gì tên cảnh sát không khỏi cảm thấy sợ hãi nói ba người đi theo tôi không nghe thấy sao hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên cảnh sát nhanh lên Hạ Thiên xoay người đi ra ngoài công ty, khi đến cửa còn nói với Ninh Khiết. "Này, cô Ninh Khiết gì kia, tôi phải đi tìm vợ trước, tối nay sẽ về trả thêm tiền." Hạ Thiên cũng không đợi Ninh Khiết đáp lời, hắn đi ra khỏi công ty, bây giờ đã có hình của vợ, tất nhiên hắn không muốn dừng lại ở đây. Chưa nói đến vấn đề ở đây không có gì để hắn phải lưu luyến, dù có thì chẳng thể quan trọng bằng vợ được. Ba tên cảnh sát cùng đi theo ra ngoài không chút do dự, đúng là không có biện pháp Súng đã bị người ta lấy mất, không đi theo không được. Đối với cảnh sát thì mất súng là chuyện lớn bằng trời. Đám người trong văn phòng càng cảm thấy kỳ quái, Ninh Khiết này tìm được một tên thanh niên từ đâu đến, đúng là quá trâu chó, ngay cả cảnh sát cũng phải nghe lời răm rắp. Mọi người nghĩ như vậy mà không khỏi nhìn Ninh Khiết, tuy ánh mắt Ninh Khiết không tốt nhưng vẫn có thể cảm giác được đám người ở bên cạnh đang nhìn mình. Tất nhiên nàng cũng cảm thấy chóng mặt, nàng căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất nàng được biết chính là mình vừa lời được 5.000 đồng, còn 5.000 còn lại Hạ Thiên có trả hay không, nàng chẳng quan tâm. Lúc này Đỗ Tinh cực kỳ khó hiểu, vì nàng bây giờ còn chưa thể chuyển động và nói chuyện, nàng chỉ ngây ngốc đứng đó như một pho tượng. Ba tên cảnh sát theo Hạ Thiên rời khỏi tòa nhà, khi ra khỏi tòa nhà vọng kinh thì tên cảnh sát cầm đầu không nhịn được phải hỏi. Sốt của cậu muốn thế nào? Tên cảnh sát này cảm thấy rất mơ hồ. Nếu nói tên thanh niên kia không phải là tội phạm cũng không đúng, vì vừa rồi đối phương đã làm bọn họ đứng đờ như khúc gỗ và cướp cả súng, nhưng nếu nói là tội phạm thì bây giờ hắn cầm súng còn chưa làm gì bọn họ, thậm chí cũng không chỉ súng vào người. Những vấn đề khó tưởng vừa xảy ra đã làm cho ba tên cảnh sát không dám có hành động thiếu suy nghĩ, tuy chức trách của cảnh sát là đả kích tội phạm nhưng bọn họ không muốn bị giết một cách khó giải thích, cần phải tìm hiểu tình huống cho rõ ràng. Các người đã từng gặp vợ tôi bao giờ chưa? hạ thiên ngừng lại đưa tấm ảnh của mộc hàm lên hỏi ba tên cảnh sát đều lắc đầu một tên cảnh sát lên tiếng chưa từng gặp cô ấy là mộc hàm các người có biện pháp tìm được cô ấy không hạ thiên hỏi hắn chưa quen với hoàn cảnh nơi đây muốn tìm người rõ ràng là mò kim đáy biển vì vậy hắn quyết định tìm người đến hỗ trợ tuy cảm thấy cảnh sát cũng không ra gì nhưng dù sao có người hỗ trợ vẫn hơn trước tiên tìm một nhóm người ra sức cho mình rồi nói sau Ba tên cảnh sát nghe thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhóm, xem ra đối phương không muốn giết bọn họ, chẳng qua chỉ muốn tìm vợ mà thôi, chuyện này có thể dễ dàng đàm phán. Ngoài tên tuổi và ảnh chụp, cậu còn tư liệu gì về cô ấy không? Tên cảnh sát cầm đầu hỏi. Ví dụ như địa chỉ, bạn bè và phương pháp liên lạc. Không. Hạ Thiên lắc đầu, hắn chỉ biết Mộc Hàm là đặc công của Long Tổ, nhưng Long Tổ ở đâu thì hắn chưa từng hỏi Mộc Hàm. Còn chuyện bạn bè của nàng, trừ hắn ra còn có ai khác, điều này căn bản không liên lạc được. Điều này, nếu chỉ có chút tư liệu như vậy mà muốn tìm một người thì rất khó, thủ đô quá rộng, còn có vài chục triệu người lao động, dân nhập cư rất nhiều, nếu chúng ta đi tìm, sợ rằng cả đời cũng không tìm ra được. Tên cảnh sát cũng không dám gạt Hạ Thiên, chủ yếu là năng lực quỷ dị của hắn làm cho bọn họ sợ hãi, hơn nữa trong tay Hạ Thiên còn có súng, nếu hắn mất hứng mà cho bọn họ một viên đạn, như vậy bọn họ sẽ xong đời cục cảnh sát các người có bao nhiêu người? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Chúng tôi ở đồn công an, có rất ít người, chỉ vài chục người mà thôi. Tên cảnh sát cầm đầu trả lời. Vài chục người thì quá ít. Hạ Thiên lầm bầm, xem ra không thể trông cậy vào một đồn công an như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại một câu. Các người biết rõ thủ đô có bao nhiêu cảnh sát không? Tôi cũng không hiểu rõ số liệu cụ thể, nói chung phải có 60.000 người. Tên cảnh sát vội vàng trả lời. 60 ngàn sao? Hạ Thiên lầm bầm. Sợ rằng 60 ngàn mới có thể tìm được vợ của tôi. Ba tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Người này muốn điều động 60 ngàn cảnh sát ở thủ đô để giúp mình sao? Kẻ nào dám có ý nghĩ này? Nhưng giờ phút này Hạ Thiên đã có quyết định. Hắn muốn 60 ngàn cảnh sát ở thủ đô phải giúp mình. Vì vậy hắn hỏi tên cảnh sát trước mặt. Biết rõ thằng đại ca nhóm cảnh sát ở thủ đô ở đâu không? đại ca cảnh sát thủ đô sao tên cảnh sát chợt ngẩn ngơ đại ca cảnh sát thủ đô chẳng phải là cục trưởng cục công an thủ đô sao anh không biết điều này sao hạ thiên có chút bất mãn người này sao lại chẳng biết đại ca của mình ở đâu thế này à anh nói cục trưởng cục công an thủ đô sao tên cảnh sát không nhịn được phải hỏi một câu tôi không biết cục trưởng gì cả tôi phải tìm tên cảnh sát có thể chỉ huy tất cả cảnh sát là được hạ thiên có chút bất mãn điều này cục trưởng la dân sinh chính là lãnh đạo cao nhất của cảnh sát thủ đô nếu nói một cách thông tục thì ông ấy là đại ca của đám cảnh sát chúng tôi một tên cảnh sát khẽ hạ giọng giải thích vậy thì được anh đưa tôi đi tìm ông ta hạ thiên lập tức nói ba tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau người thật sự muốn đi tìm cục trưởng la sao nhanh lên tôi rất bận khi thấy ba người kia không có động tĩnh gì hạ thiên dùng giọng bất mãn thúc giục điều này người anh em nếu chúng tôi đưa cậu đến cục công an thành phố cậu có thể trả súng cho chúng tôi không tên cảnh sát cầm đầu có chút trần trừ sau đó hắn cẩn thận nói không có vấn đề đi nhanh lên hạ thiên một lời đồng ý ba tên cảnh sát nghe thấy như vậy thì thầm thở ra bọn họ không muốn sự việc náo động quá lớn nếu có súng quay về thì coi như chưa có gì phát sinh như vậy bọn họ cũng sẽ không bị xử phạt được lên xe trước tên cảnh sát cầm đầu chỉ về phía một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa, bốn người nhanh chóng lên xe rồi chạy về phía cục công an thành phố. chương 478, khách không mời mà đến ở phòng làm việc của cục trưởng. 10 phút sau, ở trụ sở cục công an thành phố. Này người anh em, phòng làm việc của cục trưởng la ở lầu 3, bên trên có biển báo rõ ràng, cậu có thể vào đó tìm. Tên cảnh sát cầm đầu dùng giọng khách khí nói với Hạ Thiên tên cảnh sát vừa nói xong thì đã ngần ngơ vì hắn phát hiện cửa xe đã mở ra người cũng không còn nhưng điều đáng mừng chính là ba khẩu súng đang ở trên ghế ba tên cảnh sát tranh thủ lấy khẩu súng của mình sau đó cả ba đều thở dài tên kia là ai vậy ai biết được tôi cũng không biết hắn lấy súng như thế nào cũng không biết vì sao bị hắn điều khiển cho không thể nói chuyện và động đậy được tôi cũng không thấy hắn xuống xe tôi cũng không thấy hắn đi vào cũng không biết hắn có vào hay không. Thôi bỏ, đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy, chuyện vừa rồi coi như chưa từng phát sinh, nếu không bị người ta phát hiện được, chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Ba tên cảnh sát nghị luận với nhau một lúc lâu, sau đó cả ba vội vàng lái xe bỏ đi, còn Hạ Thiên tìm được cục trưởng sẽ có kết quả gì, cũng không phải là chuyện mà bọn họ quan tâm. Trong phòng làm việc của cục trưởng cục công an thủ đô ở lầu 3 trụ sở cục công an, những ngày nay là dân sinh đều không ngủ ngon, trung thu vừa qua, quốc khánh sắp đến, nhiệm vụ bảo vệ thủ đô tương đối nặng nề. Trong thủ đô có hai mươi triệu dân thường trú, nhưng có rất nhiều dân cư lưu động, cũng chỉ có 60 ngàn cảnh sát, có thể nói là số lượng cảnh sát hơi thiếu, vì đảm bảo an toàn lão phải vắt hết óc suy nghĩ, có thể nói đêm không ăn ngày không ngủ. Gần đây những phần tử khủng bố luôn ngọ nguậy, tuy trung tâm phòng chống khủng bố đã sớm thu được tin tình báo, đã bắt được một đám khủng bố, nhưng cũng có một vài con cá lọt lưới, cảnh sát liên tục vây ráp vài ngày nhưng khó thể tìm ra. Điều này làm cho La Dân Sinh cảm thấy bất an, từ khi tiến vào thế kỷ 21 thì các phần tử khủng bố ngày càng liều lĩnh và nghiêm trọng, những phần tử khủng bố quốc gia cũng dần được các tổ chức khủng bố trên thế giới coi trọng. La Dân Sinh cảm thấy những phần tử khủng bố trên thế giới đều là một quần thể điên cuồng, vì bọn họ điên cuồng nên cực kỳ khó đối phó đúng lúc la dân sinh còn đang miên man suy nghĩ thì bên cạnh vang lên một âm thanh. Ông lão, ông là la dân sinh sao? Ông lão sao? La dân sinh không khỏi ngẩn ngơ, năm nay lão đã hơn năm moi, tuy nhiên khác thì cũng có một nửa là ông lão, nhưng lần đầu tiên lão thấy có một người xương hô với mình như vậy. La dân sinh quay đầu lại nhìn thì thấy một tên thanh niên khoảng 20 tuổi, ăn mặc tầm thường, nhìn qua rất tầm thường, ngoài cách xương hô thì chẳng có gì đặc biệt. Tôi là La Dân Sinh, cậu tìm tôi có việc gì sao? La dân sinh cũng khá hỏa ái, tuy bị người ta gọi là ông lão nhưng vẫn không tỏ ra tức giận. Nói nhảm, không có việc thì tôi tìm ông làm gì? Tên thanh niên tức giận nói. La dân sinh chợt ngẩn ngơ, phải biết rằng ở thủ đô lão cũng là nhân vật số một, dù có nhiều quan lớn và chính khách, nhưng trước nay chưa từng có ai dùng giọng điệu lớn lối như vậy nói với lão. Cậu bé, cậu tên gì? Tìm tôi có chuyện gì? Không thể không nói La Dân Sinh là một cục trưởng khá hòa ái, người khác sợ rằng đã đuổi một tên thanh niên khốn kiếp như vậy ra khỏi phòng từ lâu rồi. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Tên thanh niên này không phải là ai khác mà chính là Hạ Thiên, hắn nhìn La Dân Sinh rồi tiếp tục nói. Tôi muốn ông tìm vợ giúp tôi. Tìm người sao? La Dân Sinh nhíu mày. Vợ cậu mất tích sao? nếu mất tịch thì có thể đến báo phòng cảnh sát quản lý những vụ mất tích. Tôi chẳng phải đang đến tìm người sao. Hạ Thiên nhìn La Dân Sinh. Ông lão, tôi nghe nói dưới tay ông có 60.000 cảnh sát, bây giờ ông điều động bọn họ tìm vợ cho tôi đi. Cái gì? La Dân Sinh nhíu mày ngày càng chặt. Cậu là Hạ Thiên sao? Ý của cậu là muốn tôi điều động 60.000 cảnh sát tìm một người sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn La Dân Sinh, Ông lão này không quá lớn tuổi, sao giống như thằng ngây vậy? Hắn đã nói rất rõ ràng, như vậy còn phải hỏi lại sao? Điều này là không thể. La Dân Sinh lập tức từ chối. Người nhà của cậu mất tích, cậu có thể đi báo cảnh sát, sẽ có người tìm giúp, nhưng tôi không thể điều động tất cả cảnh sát đi tìm một người. La Dân Sinh phất tay rồi nói. Tôi mặc kệ cậu vào đây bằng cách nào, bây giờ cậu phải ra ngoài, cậu có thể lên lầu 4 báo cáo với phòng cảnh sát tiếp nhận các vụ mất tích tôi sẽ điện thoại để bọn họ tiếp đái cậu này ông lão tôi đã nói rất rõ ràng tôi cần ông điều động tất cả đàn em tìm giúp một người hạ thiên rất mất hứng tốt nhất ông nên làm cho tốt nếu không tôi xử lý ông la dân sinh chợt ngẩn ngơ sau đó lão có chút bực bội này cậu trai cậu uy hiếp một cục trưởng như tôi sao tôi cũng không uy hiếp ông tôi nói xử lý sẽ xử lý hạ thiên trừng mắt nhìn la dân sinh nếu ông tìm giúp vợ tôi tôi sẽ không so đo nếu không tôi sẽ xử lý ông la dân sinh mỉm cười cậu trai không cần nói cậu có thể xử lý tôi hay không tôi nói thẳng dù cậu giết tôi thì tôi cũng không vận dụng tất cả cảnh sát để giúp tìm một người tôi ngồi trên vị trí này phải phụ trách an toàn cho tất cả dân chúng thủ đô chúng tôi cần phải phân phối cảnh sát hợp lý vì vậy cậu có giết tôi cũng vô dụng hạ thiên trừng mắt nhìn la dân sinh hắn bắt đầu suy xét có nên xử lý đối phương hay không, nếu xử lý thì ai ra lệnh cho 60.000 cảnh sát tìm vợ dùm hắn. Đúng lúc này thì điện thoại trên bàn của La Dân Sinh đã vang lên. Alo, tôi là La Dân Sinh. La Dân Sinh lập tức nhận điện thoại. Cục trưởng, tôi là Cốc Tử Điền, đã xảy ra chuyện. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh có chút lo lắng. Bên siêu thị trung tâm có một tên khủng bố mang bom, đối phương yêu cầu đối thoại với anh, nếu không hắn sẽ cho nổ bom cái gì vẻ mặt la dân sinh biến đổi lớn lão đột nhiên đứng lên các anh kéo dài chút thời gian tôi đến ngay la dân sinh cúp điện thoại rồi vội vàng đi ra bên ngoài trước đó lão luôn lo lắng có chuyện không may nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện la dân sinh nhanh chóng xuống lầu rồi vội vàng lên xe khi xe khởi động thì phái sau đã vang lên một âm thanh này ông lão tôi thương lượng với ông một chuyện tôi giúp ông xử lý phần tử khủng bố kia, ông để thủ hạ đi giúp tôi tìm vợ, ông thấy thế nào? chương 479, người mang bom. La dân sinh chợt lắp bắp kinh hãi, lão quay đầu lại nhìn và phát hiện Hạ Thiên đã ngồi ở hàng ghế sau từ khi nào. Hừ, tôi có chuyện chính sự, không có thời gian đùa giỡn với cậu, mau xuống xe. La dân sinh quát lên phẫn nộ, đến lúc nào rồi mà người này vẫn còn như vậy. Hạ Thiên càng bất mãn, hắn nhìn La dân sinh. Ai đùa giỡn với ông? Rốt cuộc ông có đồng ý không? Tôi đã rất nể mặt ông rồi, nếu không phải muốn tìm vợ, tôi sẽ trực tiếp đánh ông. Cậu trai, tôi không rãnh nói về những vấn đề này. La dân sinh tuy rất tức giận nhưng bây giờ đang vội vàng chạy đến siêu thị bên kia, lão không muốn vì việc này mà chậm trễ thời gian, vì vậy dứt khoát mặc kệ hạ thiên. Lão đường đường là một cục trưởng cục công an thủ đô, chẳng lẽ còn phải sợ người này sao? Nghĩ vậy mà la dân sinh dẫm mạnh ga chân, xe cảnh sát nhanh chóng chạy ra khỏi cục công an. Tình hình quá khẩn cấp, lão cũng không quan tâm đến những vấn đề khác. Người vừa điện thoại cho lão là cốc tử điền của trung tâm chống khủng bố. Lão tin cốc tử điền đã an bài tất cả nhân thủ, chỉ cần lão đến chỉ huy mà thôi. 10 phút sau la dân sinh đến siêu thị trung tâm, một người đàn ông hơn 30 có dáng người trung đẳng tiến lên chào đón la dân sinh. Người này là cốc tử điền, là tổ trưởng tổ số 2 trung tâm chống khủng bố cục công an thủ đô, cũng chính là tổ của hắn đã bắt được một đám phần tử khủng bố còn chưa kịp tiến hành kế hoạch. Tình huống thế nào? La Dân Sinh xuống xe thì vội hỏi, lão nhìn về phía đối diện, sau đó hai hàng chân mày nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Sao siêu thị lại nhiều người như vậy? Cục trưởng, hôm nay siêu thị giảm giá mùa trung thu, hơn nữa lại là ngày cuối cùng, vì vậy có rất nhiều người. Cốc Tử Điền giải thích một câu sau đó hắn lập tức giới thiệu tình huống phần tử khủng bố hôm nay chính là tên đã lọt lưới lần trước hắn trực tiếp điện thoại cho tôi nói trên người hắn có bom đang ở trong siêu thị bây giờ siêu thị có quá nhiều người nếu hắn thật sự nổ bom như vậy con số tử vong sẽ rất kinh người đối phương chỉ có một người thôi sao la dân sinh hỏi tạm thời xem ra cũng không còn ai khác cốc tử điền gật đầu nhưng đám khủng bố này tương đối hung tàn hơn nữa còn không sợ chết, bây giờ trên người hắn còn có bom, tương đối khó đối phó. Vậy hắn có đưa ra điều kiện gì không? La Dân Sinh hỏi. Cốc Tử Điền lắc đầu. "Cục trưởng, hắn chỉ yêu cầu nối điện thoại cho anh, tôi thấy hắn có thể sẽ đưa ra điều kiện nhưng thấy thân phận của tôi quá thấp, vì vậy không muốn đàm phán mà thôi." Cốc Tử Điền nhìn đồng hồ rồi nói thêm. "Cục trưởng, 3 phút sau tên khủng bố sẽ điện thoại đến, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" la dân sinh nhìn vào dòng người chật ních trong siêu thị vẻ mặt hắn rất ngưng trọng bây giờ có thể xác định phần tử khủng bố đang ở trong siêu thị sao đúng vậy cục trưởng nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã xác định đối phương trong siêu thị cốc tử điền gật đầu nói điều này rất phiền toái người bên trong quá nhiều căn bản không có khả năng tìm đến hắn cũng không thể sơ tán nếu sơ tán sẽ làm đối phương chú ý nếu bom nổ thì tử vong quá lớn la dân sinh trầm giọng nói thực tế với lưu lượng người như lúc này sợ rằng phần tử khủng bố cũng không cần nổ bom chỉ cần có người ở bên trong hô có bom sẽ làm cho mọi người hoảng loạn sau đó đám người sẽ khó khống chế như vậy sẽ phát sinh sự kiện dẫm đạp lên nhau bây giờ xem ra biện pháp duy nhất chính là đợi điện thoại của phần tử khủng bố để xem hắn có điều kiện gì la dân sinh vừa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên âm thanh của hạ thiên này ông lão ông có cần tôi giúp tìm khủng bố không chỉ cần ông đồng ý tìm vợ tôi tôi sẽ lập tức giúp ông nghe nói như vậy thì kể cả cốc tử điền và đám người trong tổ chống khủng bố đều nhìn về phía hạ thiên trong lòng có chút nghi hoặc người này là ai sao nói như vậy với cục trưởng nhưng vì bọn họ thấy hạ thiên từ trong xe của la dân sinh đi ra vì vậy cũng không dám nói gì ai biết người này có quan hệ gì với cục trưởng la dân sinh đã thật sự nổi giận lão quay đầu nhìn hạ thiên rồi quát lên nghiêm nghị cậu còn náo loạn sao nếu còn tiếp tục tôi sẽ cho người bắt lại này ai náo loạn hạ thiên rất mất hứng đã bảo ông giúp tôi tìm vợ sao lại rông dài như vậy tôi tình nguyện giúp ông bắt phần tử khủng bố ông còn muốn thế nào còn phải đưa tiền nữa sao đòi tiền thì cứ nói chỉ cần ông có thể tìm được vợ tôi tôi cũng không ngại đưa tiền buồn cười la dân sinh hoàn toàn nổi giận lão vung tay. Bắt hắn lại cho tôi. Cốc tử điền chợt xứng sờ, thì ra người này không có quan hệ với thủ trưởng sao. Ông lão, muốn bị ăn đòn sao? Hạ thiên bất mãn nhìn la dân sinh. Đám người các ông muốn bị đánh mới chịu giúp tôi làm việc sao? Im mồm, có người nói chuyện với cục trưởng như vậy sao? Cốc tử điền quát lên nghiêm nghị, lúc này hắn đã chính thức xác minh người này và thủ trưởng không có quan hệ gì, nếu không sao đối phương lại nói ra những lời như vậy. Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên chừng mắt nhìn Cốc Tử Điền. Nếu không tôi đánh anh. Cậu! Cốc Tử Điền lập tức giận quá hóa vui, đánh mình sao? Trước nay Cốc Tử Điền hắn còn chưa bị đánh bao giờ. Cốc Tử Điền đang định tiến lên cho Hạ Thiên một bài học thì điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số và phát hiện đó là phần tử khủng bố, vì vậy lập tức căng thẳng. Hai người các cậu, trước tiên bắt hắn lại rồi nói sau cốc tử điền phất tay sau đó tranh thủ cúp điện thoại cốc tử điền cục trưởng của các người đã đến chưa đầu dây bên kia vang lên một âm thanh cho ông ta nhận điện thoại cậu chờ chút cốc tử điền vội vàng đưa điện thoại cho la dân sinh la dân sinh nhận điện thoại tôi là cục trưởng cục công an thủ đô là la dân sinh anh có gì muốn nói với tôi cục trưởng la yêu cầu của tôi rất đơn giản chẳng qua chỉ muốn thả đám anh em của tôi ra còn phải cung cấp cho chúng tôi một chiếc trực thăng, nếu không tôi sẽ làm cho vài ngàn người ở siêu thị này cùng đi gặp thượng đế." Tên khủng bố bên kia lập tức đưa ra điều kiện. "Tôi có thể đáp ứng điều kiện của cậu, nhưng tôi cần thời gian chuẩn bị." La dân sinh còn chưa nói dứt lời thì đã bị đối phương cắt đứt. "Cục trưởng La, đừng chơi những thứ này với tôi, tôi cho ông nửa giờ, nếu không có trực thăng và những anh em của tôi, tôi sẽ cho nổ bom." Tên khủng bố tỏ ra mất kiên nhẫn. 10 phút sau tôi sẽ điện thoại lại. Lời còn chưa dứt thì tên khủng bố đã cúp máy. Vẻ mặt La Dân Sinh khẽ biến đổi, sự việc hình như có hơi là lạ, sao đối phương còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên câm lặng. Nếu tín hiệu có vấn đề thì còn có thể, nhưng thực chất lão có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong siêu thị, rõ ràng là sóng tốt. Chương 480: Bắt phần tử khủng bố đưa về. Trong lòng La Dân Sinh cảm thấy vô cùng bất an. Lão không tự chủ được phải nhìn về phía siêu thị ở đối diện, sợ tiếng nổ sẽ bùng ra. Nhưng đúng lúc này lão lại cảm thấy hoa mắt, sau đó một âm thanh quen thuộc truyền vào tai. "Này, ông lão, tôi đã chụp được phần tử khủng bố, ông có tình nguyện giúp tôi tìm vợ chưa?" Đúng lúc này La Dân Sinh lại được nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng lúc này trên tay hắn còn có một người đàn ông hơn 20. Người này nhìn qua có vẻ không có phản ứng, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại di động. Quỷ dị là điện thoại vẫn được cầm rất ổn, không có chút dấu hiệu rơi xuống. Sao cậu? Cốc Tử Điền không nghĩ ra, hắn không phải lão đã nói thủ hạ của mình bắt lấy đối phương, vì sao còn chưa bắt được? Hơn nữa còn không biết tên này bắt thêm được kẻ nào đó đến đây. Tổ trưởng, một âm thanh buồn bực vang lên, Cốc Tử Điền quay đầu nhìn lại, đây không phải là hai thủ hạ vừa được hắn nói bắt người sao? Nhưng bây giờ bọn họ không bắt được ai, không đúng phải là bọn họ bắt người nhưng thật ra lại bắt chính mình, cả hai bị còng lại với nhau. Cậu còn tiếp tục làm càn sao? La dân sinh nổi giận. Cậu có biết đây là chuyện lớn có liên quan đến nhân mạng không? Cậu có biết mình đang làm ảnh hưởng đến chuyện công vụ? La dân sinh còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy Hạ Thiên vung tay giật áo khoác trên người tên khủng bố, sau đó lão thấy trên người tên kia có cột bom. Đừng nhúc nhích, cậu muốn làm gì? Mau buông người, thả xuống. Vẻ mặt Cốc Tử Điền chợt biến đổi lớn, đám người trong đội chống khủng bố cũng vô thức rút súng lục chĩa vào Hạ Thiên, kẻ nào cũng quát tháo rất nghiêm nghị. "Này, tôi không thích bị súng chĩa vào người." Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cốc Tử Điền. "Các người nếu không hạ súng, tôi sẽ đánh." "Buông súng." La dân sinh quát lên, tất nhiên lão nói mọi người buông súng cũng không vì nguyên nhân bị Hạ Thiên uy hiếp, mà lão biết rõ khi nổ súng thì sẽ sinh ra vụ nổ mạnh, bọn họ cũng chỉ còn đường chết. Khi nghe lệnh của La Dân Sinh thì đám người Cốc Tử Điền chỉ còn cách thu súng vào, nhưng bộ dạng vẫn như gặp phải đại địch. Cốc Tử Điền đen bên cạnh Hạ Thiên, bộ dạng giống như muốn bảo vệ thủ trưởng, còn đám người còn lại thì vây quanh Hạ Thiên. Ông lão, ông nên thông minh một chút. Hạ Thiên nhìn La Dân Sinh. Bây giờ ông đã đồng ý tìm vợ cho tôi chưa? Cậu nói người trong tay cậu là phần tử khủng bố sao? La Dân Sinh hỏi, dù nhìn thấy trên người tên kia có bom, lão có chút tin tưởng, nhưng vấn đề là lão nghĩ thế nào cũng không rõ tên thanh niên hạ thiên kia sao lại làm được như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thậm chí còn chưa đến một phút đã bắt được phần tử khủng bố rồi sao nói nhảm hắn không phải phần tử khủng bố thì buộc quanh người nhiều bom như vậy làm gì hơn nữa người này vừa mới điện thoại cho ông chẳng lẽ như vậy còn lầm sao hạ thiên bất mãn nói hắn sao có thể bắt lầm người la dân sinh nhìn điện thoại trên tay lão nhấn số vừa rồi của tên khủng bố, sau đó lão nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, quả nhiên là điện thoại của người đàn ông kia. Điều này chứng tỏ đây là điện thoại mà tên khủng bố kia vừa gọi. Cục trưởng, căn cứ vào tài liệu của chúng ta thì đây chính là một thành viên của tổ chức khủng bố. Lúc này Cốc Tử Điền cũng khẽ hạ giọng nói, những ngày qua hắn liên lục vây giáp đám khủng bố này, vì vậy nhìn rõ tướng mạo của đối phương thì lập tức nghĩ ra ngay. Sao cậu bắt được hắn? La Dân Sinh không nhịn được phải hỏi, có lời nói của cốc tử điền thì lão cũng tin tưởng thêm vài phần. À, thằng ngu này gọi điện thoại cho ông, tôi ở bên cạnh nghe âm thanh của hắn rồi chạy vào siêu thị, căn cứ vào âm thanh của hắn mà tìm ra được vị trí. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Này, ông lão, rốt cuộc có giúp tôi tìm vợ không? Nếu không thì tôi đưa hắn về siêu thị. Nếu cậu đưa hắn trở về, cậu cũng là một phần tử khủng bố. Cốc tử điền quát lớn, trong lòng thầm cười lạnh, nói đùa à, đưa ra còn đưa về sao? Mày muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cốc Tử Điền. Dám đánh đồng anh với phần tử khủng bố, mày có tin anh buộc mày và thằng ngu này lại với nhau, sau đó cho hai đứa chúng mày nổ tan xác không? Hạ Thiên không đợi Cốc Tử Điền mở miệng mà nhìn la dân sinh. Này, ông lão, tôi rất bận, nếu không vì vợ thì tôi đã sớm đánh ông. Rốt cuộc ông nói đi, có rắc không? Nếu không tôi đưa phần tử khủng bố này vào trong siêu thị, sau đó các người tha hồ mà hành động. Cậu trai, cậu uy hiếp tôi sao? La Dân Sinh có chút căm tức. Con bà nó, tôi thèm uy hiếp ông sao? Hạ Thiên tức giận nói. Tôi không còn thời gian nói nhảm với ông, tôi đưa hắn về. Hạ Thiên nói xong thì đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, sau vài giây hắn lại xuất hiện, nhưng lúc này trên tay hắn đã không còn tên khủng bố như vừa rồi vẻ mặt la dân sinh chợt biến đổi, lão vội vàng hỏi. Phần tử khủng bố đâu? Ngu như lợt, tất nhiên là đưa về chỗ cũ rồi. Hạ thiên tức giận nói. Ông không muốn giúp tôi tìm vợ, tôi việc quái gì phải giúp ông bắt phần tử khủng bố. Cậu, lúc này trong lòng la dân sinh cực kỳ lo lắng, vừa rồi phần tử khủng bố bị bắt ra làm lão cảm thấy khá nhẹ nhõm, nhưng lão cũng không ngờ tên hạ thiên kia nói được làm được, bây giờ đã đưa phần tử khủng bố về chỗ cũ cậu có biết làm vậy sẽ hại chết rất nhiều người không? La dân sinh tức giận chất vấn. Người khác chết hay sống là vấn đề của ông, tôi chỉ quan tâm đến vợ mình mà thôi. Hạ thiên không cho là đúng. Hừ, tôi không muốn mất thời gian với ông, tôi nói được làm được, sau này nếu gặp mặt ông ở thủ đô, tôi sẽ cho ông ăn đòn. Hạ thiên tâm tình không vui vẻ gì, hắn lãng phí nhiều thời gian, cuối cùng một lão già chết không chịu giúp hắn tìm vợ, đúng là mấy lão già ngốc thế này thường không đáng tin này đừng quá kiêu ngạo cốc tử điền lúc này cũng không nhịn được phải lớn tiếng quát lên đúng rồi trước tiên phải cho chúng mày ăn đòn rồi tính sau hạ thiên nhìn cốc tử điền sau đó hắn nhào tới từng tiếng rên thảm vang lên kể cả cốc tử điền và đám phần tử chống khủng bố đều ngã lăn xuống đất kẻ còn đứng duy nhất chính là la dân sinh dừng tay mau dừng tay là dân sinh vội vàng quát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 480.